Rồi, rồi. Hơi mất thời gian tí. Và trận đấu bắt đầu. Xin được chào mừng quý vị và các bạn đến với lại trận đấu Kendo giao hữu nhẹ nhàng giữa team LBK và team Nghệ sĩ Nhân dân. Đại diện đầu tiên đó chính là cầu thủ trọng đại, cầu thủ bóng đá Việt Nam rất nổi tiếng. Với chiều cao 1m85, rất đẹp trai, khoe to và đang là cầu thủ thuộc biên chế Viettel. Anh chàng trung vệ, tiền vệ và tiền vệ thủ này sẽ ra sân trong biên chế của team LBK, đối đầu trong cái kèo Kendo nhẹ nhàng giữa team LBK với lại Nghệ sĩ Nhân dân đây. Đại diện bên kia là anh chàng Minh Dũng, trọng đại đối đầu của Minh Dũng. Rất mong các bạn khán giả ủng hộ trên kênh bằng cách bấm like, click và chia sẻ. Còn phần bình luận của tôi là bình luận viên Lợi BK sẽ mang đến cho các bạn những diễn biến của trận đấu này. Đây là pha bóng đầu tiên đến từ Minh Dũng. Vâng, tưởng mà sẽ là 3, không không. Trọng đại trong trang phục áo Chelsea. Anh chàng này nói rằng là em thích Chelsea lắm. Chả biết có thích thật không. Hiện tại full team lên Chelsea, rất nguy hiểm. Rồi, một pha phòng thủ nhẹ nhàng đến từ Đại. Ê, ê, vội quá. Pha bóng rất mạnh lên phía trên. Trọng Đại đã từng tâm sự rằng là em là một người có chủ trương về lối đá tạt cánh đánh đầu. Em có niềm đam mê gọi là vô cùng lớn với lối đá tạt cánh này. Nên tất cả các kiểu đội bóng của em đều xây cho hàng tiền đạo là to cao đẹp trai và đánh đầu tốt. Bây giờ đúng ngày hôm nay là một ngày mà rất nhiều cầu thủ bóng đá Việt Nam đang tham gia những kèo đấu. Bên kênh của Tuyền Văn Hóa thì có cầu thủ Hùng Dũng với lại Đình Trọng. Trong khi đó ở trên kênh của LBK đang là cầu thủ Trọng Đại. Ronaldo, cơ hội, cú sút từ xa, một cú sút tuyệt vời. Robéo đã mở điểm dành cho bên phía của Minh Dũng. Một pha phối hợp nhẹ nhàng ở tuyến giữa và thoáng trước mặt hai hậu vệ Desailly cùng với lại David Luiz đã không thể kèm được người. Một khoảng trống chết người trước mặt của Trọng Đại và một mình anh chấp hết quả này thì Trọng Đại chắc phơi áo ngay trận đấu đầu tiên rồi. Ok, cảm ơn Nguyễn Trung Anh nhiều. Tiêu Công Được nay mới nghe bình luận đấy. Vâng. Bao nhiêu ngày anh bình luận em không thèm nghe, chán thế. Azpilicueta. Bí rồi, Trọng Đại không biết cách sút xa. Trọng Đại chỉ biết truyền ra cánh tạt thôi. Trồng biên kìa. Alonso. Tạt cánh tốt, đánh đâu. Vẫn còn một lần nữa. Tiếp tục pha tạt cánh nữa. Crespo. Thủ môn phản xạ tuyệt vời. Một pha phản xạ của đây à. Và cảm ơn Nghĩa Đình lại gửi sao. Đúng lối đá sở trường của Trọng Đại, tạt cánh và đánh đầu, tạt liên tục. Nhưng vừa rồi Crespo, cầu thủ Icon, có một pha di chuyển tốt rồi nhưng đánh đầu hơi hiền, đánh đầu trúng thủ môn. Lại tạt tiếp, lại đấm, vẫn tạt phát nữa, tạt đi. William, không được rồi, chân trái William là chân 4 điểm, không được chính xác cho lắm. Hello Lý Văn Công nha. À, kênh của Tuyển Văn Hóa có thể là Bùi Hoàng Việt Anh nhá. Thanh niên Việt Anh là cao 1m87, ghê phết. Vâng, bạn gì Dubai có nhá bạn ơi. Kết thúc kèo đấu bình luận này tôi sẽ đến với lại phần mở thẻ. Dọn nick nhịn 1 năm rưỡi. Bình luận xong mới đầu mở thẻ. Kendo này như 5 năm hay 44 gì đó. Anh em này nhớ chia sẻ nhá. Các bạn nhớ vào xem chia sẻ để cùng chứng kiến cầu thủ Trọng Đại thể hiện. Hiện tại đây phút thứ 26 trận đấu và tỷ số đang là 1-0 nghiêng về bên phía của đối thủ là Minh Dũng, đại diện đầu tiên của Nghệ sĩ Nhân dân. Trong khi đó thì Trọng Đại thuộc biên chế LBK đang gặp khó khăn việt vị rồi. Cái khó khăn này chính do Trọng Đại mang đến khi mà anh đã không thể dứt điểm thành công với pha đánh đầu của Crespo. Eden Hazard, Tammy cao 1m96 nhưng chiều cao không bù lại cho cân nặng, người hơi mỏng, đánh đâu, vẫn còn kìa, không được rồi. Liên tục đến cú tạt. Trọng Đại mà vào leo rank trên Việt Nam này, leo rank của 1-1 thì chắc là bị bọn trẻ trâu nó chửi liên tục. Toni Kroos, một ngày thi đấu của rất nhiều những cầu thủ Việt Nam. Ronaldo, Rojot cộng 3 đã bị David Luiz ốp. Ui không được. Luis TC cộng 7. Cầu thủ Trọng Đại đang dùng Luis TC cộng 7 khá hay. Anh Nam Crespo. Tammy mở biên thoáng dành cho Hazard. Eden Hazard. Cú sút. Ôi giời ơi Mason Mount. Đó là một tình huống mà quân mình bắn quân ta. Một pha bẻ lòng ZD vào góc xa nhưng mà Mason Mount là người cản phá. Michael Ballack.
Ballack đối đầu với cầu thủ Chelsea. Không được rồi. Ballack anh đã từng nói rằng anh rất yêu Chelsea. Ngoài Bayern Munich ra thì Chelsea là một trong những câu lạc bộ mà Ballack rất yêu mến. Rất nhiều những trận đấu Chelsea thì anh chàng Ballack này đều đến sân chứng kiến và cổ vũ. Tammy chọc do Petty. Bên trong có Crespo. Tạt liên tục nhưng lần này tạt quá nhẹ. De Gea mùa 18S đã có một pha bóng bắt nhẹ nhàng. Nói đến 18S thì sắp tới đây chúng ta sẽ có mùa 19S. Mason Mount. Mount không dám sút xa kìa, việt vị rồi. Và đó là tình huống cuối cùng của hiệp đấu đầu tiên. Tỷ số vẫn đang là 1-0 nghiêng về nghệ sĩ nhân dân Minh Dũng. Tí nữa cả Trần Anh đá kìa, máu đấy. William. Pha bóng đầu tiên dành cho Trọng Đại trong hiệp thi đấu thứ hai này. Hello Trịnh Thuần nhá. Tắt cánh tốt, Tammy không vào. Rất nguy hiểm. Vâng, sở trường thành sở đoản rồi. Một trong những miếng đánh sở trường, Tammy Abraham đánh đầu nhưng trúng cột. Quả này thì đúng là đen. Trọng Đại rất nỗ lực. Và tạt cánh chuẩn rồi. Đúng bài rồi. Nhưng khốn khổ thay là cầu thủ bên trong. Nào là tình huống trước với Crespo Icon. Tình huống đánh đầu vào vị trí thủ môn. Tình huống sau đó ở đầu hiệp 2 này thì Tammy Abraham có pha bóng dội đầu cột dọc. Rất buồn. Hello Nguyễn Minh Vũ nha. Raul mở biên dành cho Robéo. Robéo chuyền lại, nhả tiếp tiếp. Michael Ballack. Ballack vẫn đang có cái gì đó tâm lý hơi nhẹ nhàng. Chưa được quyết đoán cho lắm. Có vẻ như anh Ballack vẫn đang còn yêu thương Chelsea nhiều quá. Ronaldo. Ronaldo đánh đầu. Tình huống đánh đầu rất là bựa. Vâng, Lee Chung Bo, em đọc nội dung nhá. Đánh đầu. Nhưng bạn biết đang đây là cái gì thì bạn hãy đọc nội dung của clip nhé. Anh em đã xem trên kênh tôi nhiều phải nhớ một điều, đừng bao giờ quên là ngày nào vào là phải xem ngay nội dung clip là cái gì. Sẽ không cần hỏi tôi anh đang làm gì đấy. Petty. Mở biên cho Aza. Aza tạt tiếp. Aza. Chưa. Bây giờ. Ôi giời, tạt hiền quá. Vẫn còn Aza. Bỏ biên nào em ơi. Vâng, Trọng Đại này là ai? Trọng Đại này là cầu thủ của U19 Việt Nam, ngày xưa tham gia U20 thế giới. World Cup U20. Ui dồi, cú sút à. Trông khó hiểu thế. Lại tạt nữa cho xem. Vẫn tạt. Eden, chưa. Bên trong có ai? Tammy, vẫn không vào. Trời ơi. David De Gea là hung thần, là tử địch của những cú tạt cánh. Anh vẫn chưa thủng lưới trong 3 lần đánh đầu liên tiếp của anh chàng Trọng Đại này. Bùi Ngọc Quý, hello. Vâng, tạt cánh quá dễ lờ. Một pha phạt góc hơi sai. Và tính toán hơi sai đến từ Trọng Đại. Vẫn chưa thể có bàn thắng gỡ hòa dành cho Trọng Đại. Vẫn liên tục tạt. Taka đê chê. Tạt cánh đến chết. Mason Mount. Không được rồi. Phản công dành cho Minh Dũng. Ronaldo. Raul. Raul chạy hay quá. Raul chân phải. Kinh vãi nồi. Đó là Raul. Chúa nhẫn. Ui, một pha dứt điểm bằng chân phải mà lọt qua háng của David Longdit. Đã dùng Longdit nhưng không cản được. Và 2-0 rồi. De Gea mà anh chàng bên Minh Dũng đang dùng đó là M18S cộng 5. Mason Mount. Tammy. Chuyền tốt. Nhưng mà lên Petty tạt cánh rồi. Vẫn là Petty. Cú tạt đánh đâu. Petty lần nữa. Ui, không được rồi. Liệu rằng có bàn thắng danh dự dành cho Trọng Đại hay không đây? Một trận đấu mà anh chết vì những cú sút. Và anh chết cũng vì đánh đầu nữa. Đánh đầu bên mình không vào nổi. Còn bên kia là có tình huống phản công, họ sút được vào luôn. Tammy Abraham. Rất điệu nghệ. William. William rất thăng bằng tốt. Dụ trụ hay, tạt cánh. Vẫn chưa được. Eden Hazard đến đầu trượt rồi. Robéo. Béo mở xuống cho Tony. Tonica. Raul.
Tấn công nhiều không ghi bàn thắng, Trọng Đại đã phải trả giá. Anh cũng quá đen đủi khi mà rất nhiều những pha đánh đầu của anh nào là trúng cột và hai lần đều bị thủ môn De Gea cản phá. Không được rồi, Cannavaro, ông hoàng trong những tình huống cắt bóng ở dưới đất. Mở cánh kìa, William xốc thẳng vào trong mà sút em ơi. William, trời ơi làm cái gì thế này hả trời ơi, không vào. Vẫn còn Petit. Ui ui, cái gì đấy? Chuyển tiếp, không được rồi. Vẫn còn cơ hội, Maximao. Crespo! Ở những giây cuối cùng Crespo ghi bàn. Nhưng đã quá muộn màng dành cho Trọng Đại. Nếu mà anh nhận ra sớm thì có lẽ anh nên sút xa từ lâu rồi. Đây là cú sút xa của anh. Bóng lọt háng. Chính xác hơn là bóng lệch qua người. Và trận đấu kết thúc với tỷ số 1-2. Trọng Đại đã không thể nào chiến thắng được thủ môn De Gea với những pha đánh đầu. Anh đã để thua với những pha dứt điểm. Và trận đấu đầu tiên kết thúc, LVK đã thua trước 1-0. Chào bạn hết tên hay nhé. Hello Thành Thuận này. Trọng Đại đã toang. Người thứ hai là ai nào? Được bàn danh dự. Vâng, Quyết Phong Lan xin kèo bình luận viên đi anh nhé. Là thế nào? Xin kèo bình luận viên là kiểu gì? Các bạn nhờ tôi bình luận giải đấu á. Nếu mà nhờ giải đấu thì bạn ấy thôi, cứ trả phí. Bình luận giải đấy phải có ấy, trả phí cho. Đại đâu rồi à? Gọi Trọng Đại. Trọng Đại đang có vẻ như bị thua xong bây giờ đấy. Thôi được kích vậy. Kích Trọng Đại ra. Người thứ hai xuất quân bên phía LBK là anh chàng LBK Captain. Đội phó. Nhưng cũng là một ban tổ chức. Và một người what the fuck? Không nhìn thấy quần áo này. Bị lỗi quần áo các bạn ạ. Tôi kệ màu áo đỏ với màu áo xanh đi. Rồi, đã ra. À, Quyết Phong Lan không em ơi. Em xin đá thì không thể được. Cái này là hai team nhé. Đây là hai team với nhau. Em không thuộc team này và không thuộc cái danh sách của bên huấn luyện viên họ đưa ra thì bạn không được đá đâu. Cái này không có xin xỏ đá. Rồi, chúng ta bắt đầu với trận đấu thứ hai. Kèo đấu Kendo 5-5 giữa team LBK và Nghệ Sĩ Nhân Dân. Trọng Đại ra quân đầu tiên nhưng rất tiếc là anh đã đen đủi. Không thể thắng được số phận và thua với tỷ số 1-2. Còn bây giờ là một trận đấu tiếp theo nữa với anh chàng LBK Captain, thành viên thứ hai của LBK. Và có người bảo rằng là anh chàng Captain này sẽ thua. Hãy cùng xem Captain có thua hay không, một người mà có cái khả năng quẩy skill khá là khám lọ. Và trận đấu bắt đầu. Tôi Phong là từng giao lưu à. Đây là team Kendo em ơi. Kendo theo team. Cái Kendo này không có cái trò gọi là hai bên sắp xếp lung tung mà là phải theo team rõ ràng dứt điểm. Đấy, đây là sự quyết đoán khác biệt giữa Trọng Đại và anh chàng gọi là Captain. Đây chính là Minh Quân hay gọi là Quân Cun Xịp Hoa. Chọc cánh Ronaldo. Klosterman. Klosterman sắp tới đây sẽ là một trong những hậu vệ cánh quốc dân. Vì lương vẫn 7 mà chỉ số lại lên. Gareth Bale chéo cánh. Đóng. Không được rồi. Tình huống chuyền ra hơi tệ. Phản công dành cho Minh Dũng. Minh Dũng đã có trận đợt khởi đầu khá tốt với chiến thắng 2-1 trước Trọng Đại. Lần này sẽ gặp Minh Quân. Tony Caruth. Sơ đồ 4-1-2-1-2 có được cái sự đan sen chéo góc cũng như là những miếng tam giác phối hợp rất đẹp dành cho những bạn nào thích lối đá gọi là ban truyền bật tường cùng với di chuyển ở trung lộ. Nhưng 4-1-2-1-2 sơ đồ kim cương này lại khá là thọt về khoản chạy cánh, yêu cầu những hậu vệ phải chạy cánh nhiều. Và khi chạy cánh thế này rồi phản công là có đánh đâu tuyệt vời. 4-1-2-1-2 tạt cánh đến đầu, nếu mà hậu vệ lên tạt thì là quá đẹp. Ở bên trong có đến 3 người sẵn sàng những tình huống đánh đầu như vậy. Và Ronaldo mở tỷ số dành cho Minh Dũng. Tuyệt vời luôn, một chiều cao bật phải nói đúng như ngoài đời. Hello như Minh Nhật nhá, chào tới Manu. Xin chào bác Phạm Hải nhá, Phạm Hải Chelsea. Hello Tú Phạm. Anh biết đâu bán máy tính cũ không? Không em ơi, Subin Hoàng My. Cái này em lên trên Google mà tìm chứ còn anh có biết đâu. Winner, đây là Kevin Đà Bú. Ôi, Đà Bú.
đã có một pha bóng phải nói rằng xử lý kỹ thuật rất hay. Hãy nhìn lại đây, hưu tu hưu, ui đỉnh quá, đỉnh quá. Và sau đó pha dứt điểm chéo góc làm bó tay thủ môn đời à. Tỷ số được cân bằng một đều với Đờ Bú. Mùa 19 TI cộng 5 thì phải. Trọng Đại thì lối đá của Trọng Đại là hơi bị gò bó trong cái khoản là cứ đẩy bóng ra biên tạt cánh, trong khi ở tuyến giữa Trọng Đại khá nhiều khoảng trống. Với Minh Quân thì khác, Minh Quân sộc thẳng vào trong trung lộ và tung ra những pha dứt điểm. Hello Sĩ Tuất nha. Raul đóng luôn. Raul đóng chán vãi nồi. Begovic thủ môn sắp tới đây sẽ bị trừ 3 điểm chỉ số. Begovic sắp tới đây vừa mùa 19 là có team color của Milan và hết bị limit. Nhưng Begovic bị trừ đi 3 điểm và chỉ còn lại 68. Chỉ số 68 và lương vẫn là lương 5. Chiều cao vẫn vậy. Và dĩ nhiên rồi, với trừ chỉ số như vậy thì sắp tới đây là Begovic sẽ bắt gôn khá lởm. Chào cả Kai lên rồi. Rút Gullit. Ok, what the? Son help in. Son mà không vào nữa thì thôi rồi. Pha ăn mừng của Eto. Ông già chống gậy. Và 2-1 ở phút thứ 31 dành cho Minh Quân. Hành Đạt ok. Hồng Minh Sơn mặc áo của Quảng Châu Hàng Đại, logo Việt Nam nhưng mặc áo của tàu. Hàng chất lượng Việt Nam, hàng Việt Nam chất lượng cao nhưng lại nhái Lào. Carlos lên hơi xa nhá. Phản công không được. Chào bác Quốc Hải, Trần Quốc Hải, hello Quân Lucas. Chào Tuấn Trung nhé. Vũ Văn Thanh. Văn Thanh là cầu thủ Việt Nam duy nhất đang được sử dụng ở bên hành lang cánh phải với mức lương là 12 nhỉ. Văn Thanh lương 12. Ronaldo sút xa. Chết ngay. Ui, tí chết. May là Begovic thẻ cộng 8 vẫn còn phản xạ được. Nhưng sắp tới đây Begovic sẽ không còn phản xạ thế này được nữa. Chỉ số sắp tới đây bị trừ đến 3 điểm overall. Và đánh đâu. Ui sai. Cannavaro, chú lùn đã lên tiếng. Đừng bảo anh không biết đánh đầu nha. Với pha chọn vị trí tuyệt vời của anh, bật cao và đánh đầu. Úi dồi. Cả Klosterman và cả Begovic, những gã khổng lồ 1m89 và 1m99 đều không thể làm được gì với pha đánh đầu của chú lùn Cannavaro. Hello Kaka Ricardo, chào Sinh Đan nhé. Tỷ số đã là 2 đều rồi. Một kèo đấu rất hấp dẫn. Những cơn mưa bàn thắng, những bàn thắng đẹp. Chào bạn Trần Bình An nhé. Vinh Nguyên hello. Minh Quân đang chết vì những pha đánh đầu. Minh Quân là người gọi là gì nhờ, kiểu dạng giống sư phụ của Trọng Đại. Trọng Đại có những pha đánh đầu tốt như thế, đáng ra Minh Quân phải là người chống đánh đầu được. Nhưng cuối cùng thì bây giờ Minh Quân đã chết 2 lần liên tiếp với pha đánh đầu. Rất nguy hiểm. Và hiệp đấu đầu tiên kết thúc với tỷ số 2 đều. Đây là trận đấu thứ 2 trong kèo đấu Kendo này giữa team LBK và team Nghệ Sĩ Nhân Dân. Ở trận đấu đầu tiên thì Trọng Đại thuộc team LBK đã bị thua. Cầu thủ bóng đá ngoài đời đó là Trọng Đại tham gia trong kèo đấu Kendo này thì thua sát nút với tỷ số 2-1 đen đủi. Trong khi đó trận đấu này là anh chàng Minh Quân, đội phó của team LBK, ban tổ chức cũng như là trưởng ban điều hành những cầu thủ, những vận động viên. Đánh đâu! Lần này Begovic đã tỉnh táo. Liên tục những pha cản phá phải gọi là vất vả. Đó là pha đánh đầu ngược của Raul. Một pha lắc đầu giống như là công binh vậy. Đánh đầu tiếp. Có vẻ như là dĩ độc trị độc. Anh chàng Minh Dũng trong trận đấu trước gặp phải Trọng Đại liên tục tạt cánh. Thì đến trận này anh mới là người liên tục tạt cánh. Và cả hai bàn thắng của anh chàng Minh Dũng này đều là do pha tạt cánh đánh đầu. Còn Minh Quân đều là những cú sút. Gareth Bale thoáng quá kìa. Bale hot cộng 5 chạy như Bale Icon. Bale. Sai, làm gì đấy nhỉ? Đây rồi. Một pha skill của Iniesta đấy đâu. Pha sử dụng vừa rồi của Bale đó là skill Iniesta move thì phải. Balak. Kỹ năng xử lý skill của anh chàng Minh Quân này là khá mượt. LBK Captain. Hello Trần Trí Dũng này. Đôi công rực lửa. Hai nền bóng đá, hai trường phái bóng đá trái ngược nhau. Một người là tấn công bằng dưới đất, một người chuyên tấn công và không chiến. Hay quá, Son Heung-min. Son 20 TI cộng 5 và đây là cơ hội. Đời à kìa.
Đúng là những pha cản phá bằng đối mặt của De Gea là số 1. Ronaldo. Chào Bùi Thanh Long nhá. Đình Hữu Khôi không được tham gia kèo này em ơi. Kèo này chỉ dành cho team LBK và team Nghệ Sĩ Nhân Dân. Lã là Kendo mà. Kendo có phải là kiểu dạng xin xỏ được đâu. Nico Schultz. Hơi bí rồi. Anh chàng Minh Quân quyết tâm không tạt cánh. Rất nhiều những pha gọi là khoảng trống ở bên cánh để tạt nhưng không muốn tạt. Minh Quân đang hơi bị gọi là tự bó hẹp cái khả năng của mình. Ôi sai rồi. Vừa rồi Son tung cú sút chết ngay. Trả lời Quang Duy. Raul mở cánh. Ronaldo bốc. Rồi gặp ngay Văn Đại 19 TS cộng 5. Chả khác gì Văn Đại Icon. Begovic. Bình tĩnh nào em. Minh Quân em đá đa dạng thêm đi. Em đẩy biên em tạt cánh nhiều vào cũng được. Không có vấn đề gì đâu. Phải là cứ phải chạy ở giữa đâu. Mở biên cho Bale này. Đỡ bú. Hồng Minh Sơn. Bú nơ. Không được. Lộ bài thế. Tình huống quay mặt ra lộ quá. Tỷ số vẫn là 2 đều. 75 phút rồi. Liệu rằng Minh Quân có thua thêm một bàn nữa vì đánh đầu hay không đây. Tôi đang nghi có khi thua đánh đầu phát này. Đó là Ronaldo. Ra biên rồi. Tạt cánh. Mày thế. Chân trái tạt vào rô như cái nồi. Và Nguyễn Minh Nhật anh không đá em ơi. Anh là người không biết đá. Trình độ của anh là trình độ gọi là nghiệp dư. Bán chuyên. Đang trụ hạng nghiệp dư nên là anh không muốn đá cái gì cả. Raul. Cú sút. Đúng là anh chàng Raul trong trận đấu này sút như nồi. Rút quá lở. Đánh đầu thì hay. Hello Đức Thành nhé. Vũ Văn Thanh. Cọc xa đấy đâu. Vẫn còn Ramos. Sức ép vẫn chưa hết. Văn Thanh có thể tạt được còn chân trái. Chuyển sang chân phải. Ôi ôi ôi. Đổi sang chân trái của Carlos. Ui dồi ôi, bị ăn ngay quả đấm. Bị ăn ngay quả đấm của M89 anh chàng Klosterman. Sắp tới đây Klosterman bị giảm 2 xăng chiều cao. 4m89 về sau Klosterman chỉ còn lại 1m87. Gareth Bale. Bale chuyển ra. Trời ơi. Chuyển ngay ra ngoài còn đấy vào rồi. Thành đạt chuẩn rồi. Nếu mà bảo tôi dọn rác thì tôi giỏi. Chứ còn mà đá DX skill sở cùng này thì biết chó gì. Luôn Gullit. Sissoko. Gullit. Đó. Ôi ôi. Tạt cánh đi. Tạt rồi. Tạt như đồi. Đây là lý do vì sao Minh Quân không muốn chơi lối chơi tạt cánh. Bởi vì anh tạt như phạch. Và 90 phút chính thức kết thúc. Hai bên dắt nhau vào hiệp phụ. Quá nhiều những cơ hội nhưng cả hai bên đều phung phí. Một lối chơi gọi là hơi một màu. Đơn điệu đến từ Minh Quân. Khi không dám tạt. Và anh vừa rồi đã chứng minh cho chúng ta thấy được rằng là vì sao anh không tạt. Vâng, Triệu Văn này, trọng đại là đội của LBK nhé. Trọng đại thuộc team LBK nhưng mà team LBK vừa... À, trọng đại vừa thua rồi. Anh chàng đã khởi đầu thua 2-1 cho Minh Dũng. Bây giờ là Minh Quân, đội phó. Đóng đi em ơi! Ui, 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 kìa! Ôi, ôi, vâng, vào rồi. Chờ mãi. Ronaldo trước đó đóng được rồi, ông truyền xuống. Bây giờ ghi bàn, vâng, cú sút chéo góc của Ronaldo. Rô 19 TI cộng 5. Người ta vẫn chuộng Rô 19 TI hơn là Rô 20 TI. Hài hà hợp lý rồi. Chào chào Đức em nhé. Vâng, như vậy tỷ số 3-2 ở phút thứ 97. Rất vất vả, mệt mỏi. Và đúng, 3 bàn thắng của Minh Quân đều bằng chân. Không bàn nào bằng đầu cả. Nhưng bây giờ, đối phương phản công và một pha đánh đầu này. Nhìn này. Đây rồi, Tomica. Tăng cánh. Ronaldo. Ronaldo sút được không vào, tôi không sợ. Đấy, trận đấu này là anh chàng Minh Dũng sút là không vào. Nhưng tạt cánh là tôi sợ. Ui. Tình huống bóng vừa rồi như thế nào? Bạn có thể giải thích gọi là vật lý như nào không? Bạn hãy dùng cái định nghĩa vật lý, quy tắc vật lý giải thích cho tình huống vừa rồi tôi không hiểu. Một pha đánh đầu Ronaldo đánh vào trong lưới. Bóng lại quăng ra ngoài, cong xoáy ra ngoài. Là sao? Một pha phơi đá phạt góc rất hay của anh chàng Minh Dũng rồi. À đây là trận này Minh Dũng gặp Minh Quân. Cơ hội, Ronaldo. Dốc tôi, Rô. Úi giời. Ôi thừa thừa, sút luôn không sút. Và như vậy hiệp phụ thứ nhất kết thúc với tỷ số là 3-2. Một kèo đấu đầy tính chất căng thẳng. Bao nhiêu bàn thắng, những pha thể hiện skill của cả hai bên. Một bên với những pha tạt cánh quá hay. Một bên với những pha phối hợp và những pha dây bóng ở trung lộ quá xuất sắc.
Hoàng hôn trong sáng mà gói mạng anh bao nhiêu mờ mê bài á. Của anh gói 40. 40 mê. Nhưng mà lag á. Ronan béo. Ra Văn Un. Biết ngay mà. Mấy ông bên áo trắng sút là không vào đâu mà. Nhưng tạt cánh là sợ này. Cứ phạt góc đánh đầu là sợ này. Đây này, nhìn này, nhìn này, nhìn này. Đánh đầu! Tôi biết mà. Ba bàn thắng bằng chân bên kia, ba bàn thắng bằng đầu và Michael Ballack đánh đầu. Ui giời ui. Bóng xoáy như tình huống của ấy vậy. À, Công Vinh vậy. Tỷ số đã là 3 đều. Thế tí nữa đến khi đã, gọi là loạt sút luân lưu chắc là anh chàng Minh Quân sẽ thắng. Minh Quân dùng chân tốt. Còn anh chàng gọi là Minh Dũng này dùng đầu tốt. Thế tí nữa mà và giả sử mà kéo nhau vào luân lưu thì hai bên không thể nào đánh đầu được. Minh Dũng chắc là tâng bóng từ dưới đất lên đánh đầu vào chắc phải như thế thôi. Nico Schön việt vị rồi, đờ bú đã việt vị. Hello Viết Phạm nha. Hải Hà thì ơ tất nhiên thôi. Anh là chùm dọn rác mà. Anh dọn rác cả năm trời cũng được. Mở thẻ dọn rác cả năm luôn. Như kiểu Italia đá với Tây Ban Nha. Kèo này quá căng luôn đúng không Huy? Anh chàng đang Huy vừa phát biểu ngay. Một kèo đấu mà hai trường phái. Giống như kiểu là Nga Mi đối đầu với lại Võ Đang vậy. Văn Thanh tàn cánh rất nguy hiểm. Sút thì không sợ. Sút thì không sợ. Ui, thì tôi biết mà. Tí chết. Tình huống sút nhưng mà bóng xà ngang và như vậy là hai bên đấu pen. Tôi xin phán cái nhẹ luôn là Minh Quân với cái kỹ năng dùng chân tốt của mình, Minh Quân thắng. Còn anh chàng Minh Dũng kia không biết dùng chân lắm nên là khả năng pen trận này không được phép là tâng bóng lên đánh đầu nên mà Minh Dũng khả năng sẽ thua. Minh Quân sút đầu tiên. Kẻ hơi sớm rồi. Ronaldo sút vào cột rồi xong rồi. Bên là Rohot có ba. Ây hay quá. Chết rồi chết rồi. À, tôi sai rồi. Anh wrong rồi. Ui, tưởng con này vào cột nữa. Thế nào, Begovic đối đầu với lại Ballack. Ballack dùng đầu tốt nhưng dùng chân thì sao? Dùng chân như đôi. Vâng, hay quá, hòa nhau rồi. Gareth Bale. Bình tĩnh em ơi, bình tĩnh. Bây giờ tôi học được cái kiểu sút đấy rồi. Giờ tôi học được cái kiểu sút mà dùng má ngoài rồi. Khá là khắm lọ. Tình huống sút pen nó cứ vỉa má ngoài. Ramona, à không, đấy là tình huống gọi là gì? Trivela. Sút pen bằng Trivela. Ui, đời à. Đời à, tay ngắn à. Có người dự đoán Captain thua. Thua không, hãy thua không. Rô béo. Ui ôi. Hello Trần Tiến Long nhé. Đờ bú. Rất tốt. Đá pen sút bằng má ngoài vui lắm. Kiểu nó nhìn nó khắm cáo cáo. Các lốt không vào. Đây rồi. Tình huống quyết định. Minh Quân dùng Son Heung-min. Son 20 TI. Con hàng Son xuất sắc. Son 20 TI fake cộng 5. Đối đầu với Đờ Ghẻ. Ở bên trái góc dưới cùng. Ui sút giữa luôn. Chiến thắng dành cho Minh Quân. Người có khả năng dùng chân tốt. Chào Hoàng Phong nhá. Tốt. Tình huống xử lý bình tĩnh của Son Heung-min. Và như vậy là kèo Kendo tỷ số đang là 1 đều. Trần Tú em sai. Anh biết em sai mà. Thành viên tiếp theo, thành viên thứ hai. Hay quá anh. Cảm ơn Minh Dũng. Minh Dũng đã gọi là thể hiện một trận đấu mà có quá nhiều màu sắc. Với trận đấu của Minh Dũng đối đầu với Trọng Đại, Trọng Đại chuyên dùng tạt cánh đánh đầu thì Minh Dũng lại dùng cái khả năng sút xa và dứt điểm bằng chân. Sang trận đấu gặp Minh Quân, Minh Quân là người có khả năng dứt điểm bằng chân tốt thì Minh Dũng đổi sang tạt cánh đánh đầu. Minh Dũng chỉ đen đủi là không thể nào dứt điểm tình huống cuối vào thôi. Như vậy là khen một lời khen cho Minh Dũng rất hay. Còn bây giờ là trận đấu với lại anh chàng Bang. Em tên là Bang. Ok, cái Bang. Đấy, à không được 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 Bang, đây được Bang. Cái là con gái rồi. Cái là con gái. Đây là Đực Bang nhá.
Đức Bang đối đầu với Minh Quân, Quân Cun Xìm Hoa. Chúng ta bắt đầu với trận đấu thứ 3. Phúc Vinh mấy trận nữa mở thẻ, bao giờ một bên nào thắng được 5 trận nhé, cái đồ 5 đấu 5, một bên thắng 5 trận chúng ta sẽ dừng luôn trận đấu lại và đến với lại mở thẻ. Bạn anh Minh vừa nãy ai thắng á? Vừa nãy thì Minh Dũng thắng Trọng Đại, Trọng Đại thua. Sang trận đấu thứ hai thì Minh Quân thắng Minh Dũng. Bây giờ Minh Quân đối đầu với lại anh chàng Đức Bang. Và trận đấu bắt đầu. Đức Bang bên tay phải chúng ta trang phục áo Việt Nam với phần giao bóng trước, trong khi đó bên tay trái với áo trắng quần đen. Tất hình như là mà không, đây không phải quần quần đen mà màu quần xanh thẫm, tím than đúng hơn. Ấy, một tình huống chuyền hơi tệ của anh chàng Đức Bang. Red Bell rất hay, tình huống skill không được, trời ơi, sử dụng skill hay bao nhiêu nhưng tình huống chuyền thì tệ bấy nhiêu của anh chàng Minh Quân. Minh Quân chính là đội phó, đội phó có trình độ đá khá tốt, chuyên dẫn team, là người đào tạo và thiết lập lên một cái team mà LBK Ultimate đã tham gia trong gọi là top 10 đội xuất sắc nhất của quốc gia trong đợt này. Giải đấu FVNC có mặt của team LBK Ultimate, đó chính là team của tôi. Và công rất lớn đến từ anh chàng Minh Quân đã cùng anh em training, rèn luyện và tập hợp được một dân chơi tâm trình tập thể đã tốt. 50 sao. Cảm ơn tâm trình nha. Đá gì vậy a? Đá gì ạ? À? Đây tâm trình em đọc cái nội dung clip nhé. Phần mô tả video đã có ghi rất rõ ràng rồi. Cảm ơn tâm trình thì sao? Hơi tệ. Klosterman tình huống vừa rồi ném biên nhưng mà hơi chủ quan. Sissoko mở biên tốt dành cho Son. Rồi. Đến với kèo đấu này thì hai bên có vẻ phòng thủ chắc chắn hơn rồi. Không có sự buông thả, không có tạt cánh đánh đầu nhiều. Antoine Griezmann mùa OTW thấy nghe tin đồn, nghe giang hồ đồn đại rằng là Griezmann mùa OTW là một trong những mùa khá hack game. Một lối đá kinh điển của Griezmann OTW cộng 5 với những cú tạt cánh mà đến nỗi Quaresma hay Figo còn khá là ngại. Đây là Bale. Bale có thể tạt. Không, Bale không thích tạt và hay lắm. Iniesta skill. Không được rồi. Một tình huống sử dụng Iniesta move của anh chàng Gareth Bale. De Bruyne. Cọc xa. Đánh đâu? Trượt rồi. Ruud Gullit cùng với Son Heung-min tranh nhau. Ok tâm trình. Vieira. Rondo. Mở ai mở biên dành cho Robert Arudio. VM ready. Griezmann. Không vào. Các bạn có nhìn thấy tình huống xử lý kiểu điều khiển thủ môn chưa? Hãy nhìn kỹ tình huống này. Đây, điều khiển thủ môn rất hay. Bắt bài chuẩn luôn, điều khiển thủ môn ra sớm. Đó là kỹ năng của anh chàng Minh Quân. Một pha điều khiển thủ môn rất tốt. Nhưng rất mạo hiểm. Và nếu vừa rồi tình huống đấy mà Griezmann bình tĩnh, ông sút vào góc hẹp. Ông sút góc gần chứ. Ông sút ngay góc gần là cột gần là chết ngay. Một pha điều khiển thủ môn ra hơi xa và để bắt cái tình huống sút chéo góc. Ronaldo không vào. Ronaldo bún việt vị rồi. Trời ơi. Ronaldo đã việt vị từ trước đó. Minh Khiêm đúng rồi. Chào Nguyễn Ngọc Thắng nha. Kỹ năng điều khiển thủ môn bấm nút nào tôi chả biết luôn. Tầm này điều khiển thủ môn là một trong những cái kiểu gọi là gì nhỉ, skill ẩn. Một skill ẩn của những vận động viên. Ông nào điều khiển thủ môn tốt, ông ấy bắt bài ngay. Chính xác rồi, điều khiển thủ môn thì chỉ gọi là hắc nhau, hắc não nhau trong một tình huống khoảnh khắc ngắn. Ông nào ăn nhau được cái khoảng thời gian đấy thì ông điều khiển thủ môn ra trước. Nhưng sẽ rất nguy hiểm nếu như mà đối phương phát hiện được. Điều khiển thủ môn chỉ cần sớm lỡ mất một nhịp thôi thì đối phương giết mình ngay. Tứ thiếu gia à, đang xem bình luận, làm đang xem bình luận trên kênh Vodka. Ok. Cái điều khiển GK giống PES ngày xưa đúng không? PES đang có điều khiển GK từ sớm rồi. Nhìn cắm lọ lắm. Mà gặp mấy ông nào điều khiển của thủ môn ấy cực kỳ cáu. Ông nào mà kiểu hay sút chéo góc mà gặp mấy ông thủ môn đấy là cáu lắm. Hồng Minh Sơn. Ui không qua người được kìa. Một pha đẩy tốc khá nhanh đến từ Son Heung-min.
hai bên đều ăn miếng trả miếng. Nhưng cơ hội nguy hiểm nhất đang thuộc về anh chàng Minh Quân. Lô điệu. Ấn vào nút dưới ESC á, à cái nút đấy hả? Anh thì anh đá bằng tay cầm nên anh chả biết nút gì. Tôi dùng tay cầm nên tôi không biết cách bấm nào để cho thủ môn nó ra, điều khiển được thủ môn. Như vậy hiệp đấu đầu tiên kết thúc. Hai bên cân não nhưng không bàn thắng. Trận đấu trước là hai bên buông thả hơn. Hàng phòng thủ của cả hai đều khá buông thả, nhưng trận đấu này thì cả hai đều đá một cách nghiêm túc, khá là căng kèo. À ngày xưa em chinh chiến PS2 khắp miền Bắc, cái trò điều khiển thủ môn đúng không? Rồi ok, De Bruyne. Ôi Rugolit. Ronaldo. Rất tốt. Ôi Klosterman hơi cuống. Có kín, có tí gọi là nước mắm cà cuống chấm rau muống. Em điều khiển thủ môn thì toàn bộ tất cả bàn phím đối mặt là bấm loạn xạ ngầu lên. Ok. Rugolit. Chào khe. Bêu. Mở tốc. Không được rồi. Vẫn còn. Nhả ngược lại. Ui. Quả đấy giữ C xong đè ngược lại. Nhả lại đằng sau. Đóng xa. Chết. Sissoko. Quảng Bắc Sài bên PES là bạn thân mạnh con hả? Ok. Anh thì thích xem quân bi. Xem PES thì xem quân bi đá hay quá. Griezmann. Ui. Griezmann gặp Klosterman. Hai ông man gặp nhau. Và thằng nào man dợ hơn thì thắng. Chọc tốt. Ronaldo. Không đấu được Van Dijk. Đúng là Van Dijk TT cộng 5, một trong những cái truyền thuyết về một trung vệ hack game. Khi mà con Eusebio Aiken cộng 5 đối đầu Van Dijk TT cộng 5, Van Dijk TT cộng 5 chạy sau gần 2m nhưng đuổi kịp và đấm chết cụ Eusebio. Đấy là một trong những cái hình ảnh mà ấn tượng nhất với tôi. Xong tình huống vừa rồi nữa, một pha đối đầu đua tốc và đối sức giữa Ronaldo TI19 cộng 5 và Van Dijk TT cộng 5, Van Dijk lại thắng. Hồng Minh Sơn. De Bruyne. Sissoko. Sissoko. Ronaldo. Không vào. Sisso. Tưởng sít con này ra ngoài thì đúng là buộc đuổi cô luôn nhé. Nhưng lần này không xịt. Anh mang tên là Sissoko rồi nhưng không, lần này không xịt. Trước đó là một pha dứt điểm DD, bóng chạm cột rất đen đủi của Rô và Sissoko đã ghi bàn 1-0 dành cho Minh Quân. Hello Phạm Tiến. Và ông nào ăn rau muống chấm mắm tôm thì đấy nhá. Anh em không kết bạn với nhau nhé. Đừng nói chuyện với tôi. Dùng rau muống chấm mắm tôm kinh vãi nôi. Rau muống chấm nước mắm hoặc rau muống chấm tương. Thì ông rau muống chấm mắm tôm thì không có xúc phạm cái món rau muống quá. Hello Long Cayo, chào Phạm Minh Cường. Hoang mang của Hồ Quỳnh Hương. Hoang mang xì tai này. Đấy rồi. Lên là Son. Son đối đầu Theo. Theo mùa 19A. Theo hay nhất. Úi xời. Hay lắm. Đúng là Theo Hernandez 19A. Quả 19A đúng là best của Theo luôn. Lương vừa thấp, chỉ số vừa đẹp. Begovic. Begovic đủ gọi là cosplay Neuer nhưng mà hơi lầm. Ơ, what the fuck. Các bạn đã nhận ra cái tình huống vừa rồi không? Một tình huống truyền lên phía trên, Ronaldo có nhảy ấy. Có nhảy cái con trỏ trên đầu nhưng không thèm chọn đón đường truyền. Đây là cái tình trạng mà game bây giờ đang có vấn đề như thế. Gameplay bây giờ đang có một cái lỗi như vậy đấy. Rất khó hiểu nhé. Và Nguyễn Minh Nhật không phải cho fan cứng nhé. Tôi không phải là người cho được huy hiệu fan cứng, mà là cái fan cứng này do chính bạn phải tự cày. Và hệ thống Facebook nó chấm điểm xong nó sẽ mang cho các bạn cái huy hiệu đấy. Chứ tôi không cho được. Rô ngáo đồ. Rô béo vẫn còn. Chào khe. Rô đi hậu. Gullit chết rồi. Gullit. À, điều khiển thủ môn hay quá. Điều khiển thủ môn hay quá đấy. Đón những tình huống dứt điểm rồi nhìn kỹ đã. Đây nhìn này, điều khiển này. Đấy, bước ra hẳn và đúng luôn vị trí của chéo góc. Rất hay. Hai tình huống để gọi là cản phá được những cú sút chéo góc. Đấy đâu.
Kỹ năng điều khiển thủ môn rất ảo diệu. Van Dijk, Griezmann. Lần này thì điều khiển vào mắt rồi. Griezmann dứt điểm ở góc hẹp, ở cột gần và tỷ số cân bằng 1-0. Lần thứ 3 đối mặt thì anh chàng bên phía kia là anh chàng Đức Bang. Đức Bang đã có được cái tình huống xử lý tốt, không dứt điểm chéo góc nữa, chọn vị trí đó là dứt điểm còng gần. Hay. 1-0. Vừa rồi là một tình huống hắc não nhau và hắc đến lần thứ 3 đúng là quá tam ba bận. Gareth Bale, Hồng Minh Sơn, Đờ Văn Bú. Đó kìa. Chuyền giữa kìa, chết kìa. Vòng vèo thế. Hello Bi Trần nha. Ơi Rakback kìa. Rungulit chổng mông lại, cậy mông to. Mấy ông da màu cậy mông hơi to. Đây rồi, Rungulit. Vào, không vào. Sợ cột. Tình huống trước đó của Rô cũng cột nhưng mà có người gọi là chủ đít cho. Nhìn đến trận đấu này, à trận không phải tình huống này thì anh chàng Rungulit. Ông Rungulit ông bắn chân trái cũng cột nhưng mà lại không có ai chủ đít nữa rồi. Antoine Griezmann. Klosterman đã có tình huống đấm tiếp theo. Rất nhiều tình huống đối mặt nhau giữa Klosterman và Griezmann. Hai ông man, một ông man lì, một ông man dợ. Rungulit đóng xa. Đóng xa Griezmann. Không vào. Lại một tình huống điều khiển thủ môn xuất sắc nữa của Minh Quân. Và hiệp phụ thứ nhất đang rất căng thẳng. Một ông dứt điểm cột dọc, một ông đối mặt thủ môn lại không thắng. Tát cánh, đánh đâu. Việt vị. Việt vị rồi. Việt vị từ tình huống chuyền ngược lại phía trên. Một trận đấu đầy hấp dẫn với những pha thể hiện kỹ năng của cả hai bên. Và Minh Quân đang cho chúng ta gọi là đại khai nhãn giới với những tình huống điều khiển thủ môn. Hello Thành Đồng nhá. Và những sự thay đổi người bên phía Minh Quân. Bale cùng Đờ Bú ra ngoài, thay vào sân sẽ là Nedved chạy cánh cùng với Toni Kroos. Carrot thay cho Đờ Bú, còn Nedved đá lên trên cánh của Gareth Bale. Nedved chỉ là mùa hot cộng 1 thôi, nhưng vừa vào sân nên thể lực còn rất dày. Nedved là một trong những người có khả năng sử dụng hai chân đều rất tốt. Hai chân 5 năm nhưng mà vừa rồi là một tình huống mà Rungulit đã không tập trung. Pha chạy chỗ hay đến từ Rô. À, Johan Cruyff. Bảo sao Thánh Johan người có khả năng chạy tách hậu vệ quá hay vừa rồi. Thì sút cột trận anh đúng không? Đây cuộc thi sút vào cột của Minh Quân. Vâng, Vi Hoàng không biết vào đây. Tôi là một người mà game thủ không có trình độ nên là không biết điều khiển thủ môn bằng nút nào. Ronaldo, Hồng Minh Sơn, Gullit, Toni Kroos với vào. Ui dồi ôi kìa, một pha vỉa mà ngoài bóng cong vút. Hay quá. Toni Kroos cũng là người có hai chân 5 năm nhưng có kỹ năng vỉa vào ngoài, cả kỹ năng ZD nữa. Hãy nhìn lại tình huống này. Hơi với chân. Nhưng ngay lập tức là có một pha bóng bẻ cong. Hay quá. Vỉa má ngoài, bóng cong vút và tỷ số nâng lên 2-1. Xin chào bác vua đường. Cái Walker, Walker lên xa thế. Ismail Assar. Rất nguy hiểm, không được rồi. Ismail Assar là một cầu thủ gọi là kẻ giết chết Liverpool. Một màn thể hiện đỉnh cao của Ismail Assar trong trận đấu của Watford và Liverpool. Cầu thủ có tốc độ chạy cực khủng nhưng hai chân xử lý bóng thì kém, chân 5 chân 2 thì phải, chân 5 chân 1 gì đó. Rungulit. Ôi thế này trượt vào sao được. Ôi trượt thật. Ôi giời ơi. Một tình huống cầu toàn truyền hẳn cho Hồng Minh Sơn nhưng mà Sơn thì đúng là như thế rồi. Sơn nippon và Sơn mông cũng đẹp. Ui giời ơi, Gullit. Hai cầu thủ thuộc dạng gọi là chúa chùm của Hà Lan. Một Gullit thì hơi thời gọi là hậu bối so với lại Thánh Johan một tí. Nedved. Rakback khá tốt, Rakback lần nữa. Rakback phát nữa kìa. Ôi. Rất hay, lại dùng Iniesta skill rồi. Rút Gullit về đây. Ôi trời ơi, làm gì đấy. Nhưng hết giờ rồi. Minh Quân có hai trận thắng liên tiếp với những màn thể hiện kỹ năng của mình. Phải nói là màn thể hiện kỹ năng này quá tốt của Minh Quân. Đã lâu rồi tôi không nhìn Minh Quân đá mà bất ngờ đấy. Ngày xưa Minh Quân múa xong toàn thua. Bây giờ Minh Quân múa và thắng.
rất ảo đấy. Và như vậy là tỷ số trong kèo Kendo đang là 2-1. Đến khi nào có một bên nào thắng với tỷ số 5 trận, thắng được 5 trận là chúng ta sẽ dừng Kendo đến với lại mở thẻ. Và như vậy là anh chàng Đực Bang, Đực Bang là chồng của Cái Bang, đã thua và ra ngoài. Em tên là Trường, rồi ok. Trường Đen, anh chàng Trường Black. Người tiếp theo bên phía team nghệ sĩ nhân dân là Trường Black. À, Trường Hà La hả? Đây là Trường Hà La. Rồi, hóa ra đây chính là Trường Hà La. Chúng ta sẵn sàng. Minh Quân đã biết ngay đây là ông Trường Hà La. Thế thì đấm nhau thôi. Trần Anh nhưng mà giờ cho phép Minh Quân được thua. Và một team của Real Madrid 4-2-2-2, Marcelo lên đá cánh, Bale. Ở bên dưới này có Theo và có Flamendi. Khá hay đấy. Xin chào Bùi Minh Tuấn. Và xin chào mừng các bạn khán giả quay trở lại với những diễn biến tiếp theo của trận đấu Kendo 5-5 giữa team LBK và team nghệ sĩ nhân dân. Trận đấu đầu tiên thì anh chàng Trọng Đại thua. Sang trận đấu thứ hai, Minh Quân là phó team của LBK đã chiến thắng trong một kèo độ penalty căng thẳng. Còn trận đấu vừa rồi anh lại thắng tiếp trận thứ hai với màn thể hiện kỹ năng skill cùng với khả năng sút cột dọc đỉnh cao của mình. Còn bây giờ là vận động viên thứ 3 bên phía team của nghệ sĩ nhân dân, anh chàng Trường Hala, Trường Black. Rất mong anh em khán giả xem trên kênh ủng hộ bằng cách bấm like clip và chia sẻ để cho buổi bình luận này của tôi được mượt mà hơn. Và xin cảm ơn lần nữa với anh chàng Tâm Trình với 25 sao nữa. Thank you. Trận đấu đã bắt đầu. Ở bên tay phải chúng ta với trang phục đó là áo trắng nửa đỏ, quần đỏ tất đỏ, đến từ anh chàng Trường Hà La. Hello khá PV nhé. Trường Hà La chính là Hà La Madrid đấy. Bảo sao đặt tên là Trường Hà La. Dùng full team Madrid. Đây là Bale. Chết. Chết này. Úi dồi tí chết. Hello anh Bon Khoa. Bá Cường là Trọng Đại đã trận đấu đầu tiên thua rồi. Trọng Đại ra quân với vị trí khởi đầu của team LBK và thua tỷ số 1-2. Không được. Một pha phạt góc tệ. Minh Quân đã thắng 2 trận đấu liên tiếp và tỷ số của kèo Kendo đang là 2-1. Nếu Minh Quân thắng trận này thứ 3 nữa, đó là làm một cú hat-trick. Và tỷ số sẽ là 3-1 dành cho team LBK. Một team nào đó lên với được 5 trận thắng là dừng. Đây rồi, Ronaldo kia. What the hợi. Ông Minh Sơn. Nico Schultz. Cặp đôi hậu vệ cánh cộng 8 đến từ team của anh chàng Captain, anh chàng Minh Quân này, đó là hai ông người Đức. Nico Schultz với chiều cao 1m81 hay 1m80 gì đó, 1m80. Còn ở bên kia bên cánh phải đó là Klosterman 1m89. Ôi Marcelo. Tình huống hậu vệ cánh Marcelo đẩy lên làm tiền đạo chạy. Gareth Bale. Cú sút xéo góc. Úi dồi. Củ tỏi đã tình huống tập trung. Thủ môn Củ tỏi đã có một pha bay người tốt với pha sút từ xa của Bale. De Bruyne. De Bruyne không qua được Marcelo. Phản công nhanh dành cho bên phía Real. Trường Hà La. Rất nhanh, đây cũng là Bale cộng 5 của mùa hot. Đây là Bale hot cộng 5. Nhưng có team color của Real nên sẽ có gì đó hơi khác biệt. Không được rồi. Son Heung-min. Chào khe. Son mở tốc. Ui đấm kìa. Đó là Theo. Lý do người ta luôn luôn nói rằng Theo Hernandez là hậu vệ trái quốc dân là như vậy. Lương cực thấp nhưng cực khỏe, nhanh, đá khôn. Seedorf. Lô béo. Béo mở xuống Marcelo đi. Không đi à. Gullit. Đờ Bú. Với anh chàng Trường Hà La này có kỹ năng phòng thủ có vẻ như chắc chắn hơn rồi đấy. Ý hay quá, Flamendi. Những pha xử lý bắt bài của anh chàng Trường Hà La đối với những pha skill của Minh Quân đang là khá hợp lý. Bale. Sissoko. Rút Gullit. Hiu tu hiu rất tốt. Hay quá. Ui rồi ôi con. Bale đến đầu ngược. Ôi. Bale đến đầu trượt.
Seedorf. Trường Hà Lan có vẻ như là đang khá cẩn trọng. Flamendi lên cao. Ronaldo. Robéo không vào. Lại một pha điều khiển thủ môn nữa thì phải. Trông có vẻ thủ môn nó đứng hơi sai vị trí. Hello Hưng Trọng. Đánh đâu. Thủ môn lại đứng đúng vị trí rồi. Không có pha phản công dành cho Minh Quân. Tiếp tục pha dồn ép nữa dành cho Trường Hala. Marcelo. Rock bay tốt. Casemiro. Không dám sút. Rodrigo chết rồi. Hiếm hoi được một pha thoát ra và Trường Hala mở tỷ số ở những giây cuối cùng hiệp đấu đầu tiên. Úi, chuyền hay quá. Và đây, tình huống qua người. Và sai lầm này đến từ vị trí của anh chàng Varane, một cầu thủ của team Real, đồng đội cũ Ronaldo. Hello Van Sturridge nha. Vâng, Tống Luyện, anh cho em hỏi cách điều khiển thủ môn anh không biết nhé. Điều khiển thủ môn thế nào anh không biết. Anh là người không biết đá nên anh cũng chả biết điều khiển thủ môn thế nào luôn. Rút Gullit. Sissoko. Vẫn là Siss. De Bruyne. Hay hay. Tỷ số cân bằng ngay những đầu phút đầu tiên trong hiệp đấu thứ hai này. Vừa mới ra bóng xong, tấn công luôn và pha dứt điểm thành công. Trước đó là một trong những nỗ lực rất đáng khen ngợi của Sissoko. Moussa Sissoko, cầu thủ mà người Pháp, chiều cao 1m87, nặng 91 cân. Tốc độ cực tốt, sức khỏe cực khủng, thể lực cực dày. Khả năng đấm nhau lên tấn công hay phòng thủ đóng xa đều cực kinh điển dành cho mùa UCL. Mặc dù vậy thì người ta vẫn thích dùng đó là mùa Sissoko của mùa TS hơn. Vì chỉ số thăng bằng của mùa TS rất tốt. Nên là những pha tì vai đôi khi gặp những đối thủ cứng thì Sissoko mùa UCL sẽ có những pha hơi thọt. Còn với Sissoko mùa TS nó gần như không ngại ai cả. Ronaldinho. Hello Lê Ngọc Hòa, chào Việt, chào Khởi Tõn. Long Cayo và Varane bán độ đúng không? Rudulit. Ui, Sidop. Hai ông gọi là đầu xù như nhau. Một ông chú lùn, một ông khổng lồ. Casemiro truyền xuống. Mở biên QW dành cho Ronaldo. Là Sidop. Sidop mất rồi. Casemiro. Bale, Miro. Chết. Casemiro cũng vỉa má ngoài tốt. Với Casemiro thì lại là một trong những CDM mà nếu ngoại trừ tốc độ ra thì sẽ là một trong những CDM hoàn hảo. Bởi vì có khả năng ban truyền, khả năng đấm nhau phòng thủ, sút xa giỏi, đột nhập tốt, lối đá thông minh và quyết đoán, máu lửa, đủ chiều cao, đủ cân nặng, chỉ trừ mỗi tốc độ. Vâng, Duy Trần, cái đấy tùy bạn nhé. Bạn muốn mua con hàng nào bao giờ mua thì cái đấy tùy bạn thôi, bởi vì tôi sẽ không tư vấn được. Bạn Duy Trần ở trên kênh này có dòng chữ này này. Gareth Bale. Rugulit. Bật ra hơi xa. Son Heung-min. Son. Không được, trời ơi, Son phối hợp sai. Lại phản công. Tỷ số đã là 2-1. Với tỷ số này nếu giữ nguyên thì anh chàng Minh Quân sẽ có một trận thua sau chuỗi 2 trận thắng liên tiếp của mình. Nguyễn Duy Dương, với Casemiro tốc độ đấy là vừa đủ à? Tôi thấy vẫn hơi chậm tí. Nhưng được cái là Casemiro sang mùa UCL là Casemiro lột xác rồi. Casemiro UCL nó có cái tốc độ nó đỉnh quá, tốt quá. Van Sturridge, anh là bình luận viên bóng đá mà. Anh vốn là bình luận bóng đá nên là chuyển nghề sang làm streamer thôi. Fanpage của anh là BLV loại BK, bình luận viên mà. Mendy. Ronaldo. Seedorf. Không vào. Phản công dành cho Minh Quân. Ronaldo có pha làm tường tốt. Nhưng ngay sau đó thì Flamendi lại có một pha phòng thủ hay. Cả hai hậu vệ cánh của bên phía Real Madrid đều là người Pháp. Bên cánh trái là Theo. Úi dồi ôi. Theo Hernandez. Minh Quân làm cái trò gì đấy. Bên cánh trái Theo, bên cánh phải Flamendi. Và hai ông đều đang phòng thủ quá hay.
những người Pháp đang là làm nên một dòng máu phòng thủ dành cho bên phía của team Real Madrid. Xuất sắc. Zidane không phòng thủ, điều khiển thủ môn linh tinh quá. Minh Phúc đúng là tóc dài rồi nhưng mà không có chỗ cắt. Dịch Dũng này thì đích có chỗ nào mở cắt cả. Hay thế nhỉ. Tình huống vừa rồi Gareth Bale đi theo phòng thủ và cắt bóng của Gullit kìa. Trận này có vẻ như là Minh Quân sẽ thua rồi. Mà thua một cách tâm phục khẩu phục luôn. Marcelo. Lô. Alo. Alo. Đê đê. Đánh đâu. Dứt điểm. Cú sút. Vào. 3-1. Và đó là chấm dứt trận đấu. Một tình huống phản công rất hay với Marcelo và bóng đến chân của Ronaldo. Tình huống hỗn loạn, bóng dứt điểm vào cột. Ui, đầu góc rất hẹp. Nhưng với Begovic, một người về sau còn bị trừ tiếp 3 điểm overall sau cập nhật ngày 22 tới đây. Begovic chắc chắn sẽ toang. Sắp tới đây Begovic sẽ không còn thủ môn quốc dân nữa rồi. Và tỷ số là 3-1 và chấm dứt chuỗi thắng dành cho Minh Quân. Tỷ số Kendo là 2 đều. Một trận đấu Kendo giữa Nghệ sĩ Nhân dân và team LVK rất căng thẳng, hay và hấp dẫn. Phúc Đông, anh bình luận viên từ năm 2012 nhé. De Bruyne, thêm bàn danh dự nữa cho Minh Quân đi. Không quyết đoán, Minh Quân vẫn quay và hết giờ. Để vừa tỉa tóc tạm nó thôi. Tóc anh cứ để cho nó dài hẳn ra. Về sau anh buộc chùm hết luôn. Đấy, anh vén hết đằng sau luôn. De Bruyne, không được. Vẫn còn cố. Tâm là Quân là tâm phục khẩu phục nhé. Tâm phục khẩu phục luôn. Ui giời. Vâng, vẫn còn biểu diễn và xin chúc mừng chiến thắng này dành cho anh chàng Trường Hà Lan. Trường Black. Hoàng Tuấn Hải không nhé, Captain không phải Batman. Captain này là Captain bên tôi. LBK Captain đấy chính là anh chàng Minh Quân. LBK Mao à? À, Mason Mao. Đúng là team Chelsea có khác. Đấy, à, Chelsea củ nồi gì này. Chelsea gì có được vài ông này. Mang tiếng ra. Mang tiếng là Chelsea, Mao bủng này. Đây, mỗi team Chelsea đây thôi. Rồi. Đổi hẳn áo xanh cho thôi. Rõ ràng nhé. À Mao, Trần Anh, Trần Anh. Trần Anh. Rồi. Bây giờ LVK Trần Anh nhá. Mason Mao, Trần Anh. Bắt đầu. Hải Hà ghi thêm tỷ số à? Ờ được, để tôi ghi thêm tỷ số nhé. Đấy, Bình Be hay ghi tỷ số như thế. Có nhở. Để tỷ số đâu bây giờ nhỉ? Nhỏ thôi đúng không? Tầm này được không? Để tỷ số đây được không? Đang có người bán Emerson với cánh Chelsea 10 tỷ á. Tôi không chơi cái đấy. Được chưa anh em? Trông này được không? Anh để dưới chữ channel á. Đây đây, để bên cạnh nhé. Để bên cạnh đi. Này được rồi đúng không? Rồi, thế này được rồi. Ok. Lê Bình Đức tóc này dài quá rồi đúng không? Ok, trận đấu bắt đầu. Tỷ số của Kendo đang là 2 đều. Cái này nhỉ. Cái này hợp lý hơn đấy nhỉ. Đó. Đấy, để tỷ số này hợp lý hơn. Rồi. Chúng ta bắt đầu trận đấu tiếp theo, trận đấu thứ 4. À đâu, trận đấu thứ 5 4 rồi.
Trận này trận thứ 5 trong kèo đấu Kendo này. Và anh chàng đại diện tiếp theo là LVK Trần Anh, rất nguy hiểm. Cú vào! Full team của Chelsea không? À không, đây không full Chelsea. Team gọi là quốc dân linh tinh đến từ anh chàng Trần Anh. LVK Mao. Mình quân Trần Anh làm việc với đỡ đạn, ok. Hợp lý đúng không? Đấy, để tỷ số nó ngay bên trên của cái dòng trừ tỷ số trên kia được rồi. Hợp lý. Với một kèo đấu Kendo 5v5, LBK với 5 thành viên đại diện đầu tiên là Trọng Đại đã thua mất rồi. Người thứ hai thua là anh chàng đội phó Minh Quân, bây giờ là Trần Anh. Marcelo vẫn không vào. Ai bắn kinh vậy? À, đó là Chesney. Chesney hiện tại đang được mệnh danh là thủ môn lương 7 xuất sắc nhất, nhưng sắp tới đây Chesney lên một lương, đó là lương 8, hơi đáng tiếc. Chesney mùa 19 sắp tới đây là lương 8. Còn hiện tại đây Chesney vẫn đang lương 7 và thủ môn bắt rất cực kinh luôn. Rất đỉnh. À, Minh Nhật khi nào mở thẻ? Khi nào kết thúc 5 trận nhé. Chính xác hơn là một bên thắng 5 trận. Đấy. Tỷ số đang 2 đều, bên nào được 5 điểm trước thì bên đó chiến thắng và kết thúc. Ronaldo làm gì đây? Đánh đâu? What the fuck? Ôi chảy hiểu không? Trần Anh làm cái gì nữa? Hello Hoàng Nguyên. Để ở dưới đi chữ trực tiếp che mất rồi á. Bố khỉ. Đây. Nha, này đi. Khổ quá, sợ trực tiếp che mất. Sidov. Casemiro. Úi dồi ôi. Đúng là Chesney. Thủ môn số 1 trong đống lương 7. Bắt hay thế không biết. Ta cánh. Varane dứt điểm. Không vào, lại là Chesney. 3 lần cản phá của Chesney rồi. Trần Tú nay cho anh không mưa, nhưng mà trời lạnh lạnh. Mặc sẽ lộ. Mặc vào không thì lộ, mặc sẽ lộ. Đây là Rô. Lô. Lô này bắt đi, bắt đi, bắt đi. Marcelo hậu vệ trái lên dứt điểm, bóng gọi là găm chết luôn. Găm thẳng góc chết và Trần Anh đã để thủng lưới. Hãy nhìn xem. Ui dồi, vào hiểm áo ngoài. Lọt qua háng của ông da đen bẩn bẩn nào đấy không biết. Ờ, Bá Cường có chứ. Chúng ta đã từng có mùa 17, sau về sau cập nhật lên 18, 19 và 20 có đầy đủ hết. Cứ qua năm sau lại cập nhật lên thành một mùa, lên một số. Và mùa hiện tại lên thành mùa 20. Đấy, thế đó, đơn giản. Bander Diao. Keita Bander Diao. Một thanh niên mà cũng đá khá ảo. Người to chạy nhanh. Dứt điểm tốt. Ôi trời ơi, ông Ronaldo dứt điểm. À, ông Ronaldo chuyển quả bóng chán thế. Tâm trình team thua mừng á, anh thoải mái mà. Team toàn những thanh niên gọi là tấu hài. Rất nhiều nghệ sĩ nhân dân nên là có thua hay thắng anh chả sao cả. Anh đặt gọi là một cái tâm trạng, cái tâm lý của một người bình luận viên nhé. Đấy, anh là người bình luận viên, anh không phải là một người chủ team. Nếu mà đặt là vị trí chủ team xong nó bình luận mà cứ kiểu chê bai rồi thì kêu gào thì nó chán lắm. Đây, ví dụ như Rô đây à. Rô điệu, chuyền Rô béo. Rô béo dứt điểm, chéo góc. Ờ không à. Rắc bách làm gì quả đấy. Những pha không chế bóng rất khó chịu. Ô, chuyền đường chuyền bóng tự nhiên lại thành gọi là pha phản công cho đấy này. Trần Anh. Đờ bú TI cộng 3, TI 19. Có thừa thể lực luôn. Nhưng mà tạt cánh tệ rồi. Vẫn còn. Bàn đưa đi ao. Vieira. Món quà trên trời rơi xuống. Trần Anh ghi bàn, tỷ số cân bằng 1-0. Bá Cường có rồi mà. Dự định mua con Brandon Williams hàng hot. Ờ đúng rồi. Có Brandon Williams mùa 19S. Brandon Williams 19S của MU có đấy đỉnh, hậu vệ cánh đỉnh. Quan trọng là team pro mấy trận giao lưu thua gì đúng rồi. Bao giờ team GoPro, team Ultimate đá thì tôi bắt đầu mới quan trọng, mới gắt gao. Chứ đây là mấy trận đấu kiểu dạng giao lưu sờ mó tí. Thua cũng được nhé. Thua 5-0 tôi còn thấy vui. Thua 5-0 gọi là về hai anh em chôn nhau, một lũ chôn nhau ở đấy. Tha hồ.
Vâng, Mạnh Forte đang bắt là Trần Anh trận này thua với 200 FC. Nếu Trần Anh trận này thua thật thì Trần Anh sẽ mất đến 200 FC, căng đấy. Nhưng Trần Anh với số tiền của mình thì anh ấy sẽ không ngại. Thậm chí cá lên 2.000 FC anh ấy không sợ. Đây là Ronaldo. Mở biên Flamendi. Cầu đưa. À, Cường Phạm đúng rồi, đến cả ông chủ tịch team đá gọi là ngu nhất team mà có sao đâu. Nên là team đá có thua thì cũng kệ. Chủ tịch là người đá tệ nhất, trình độ kém nhất. Hay quá. Bóng lại đến kìa, món quà. Không được. Đá này đá tụt cầu bung chi mà được đấy. Này nếu mà Trần Anh phải thua trận này mà quá hai bàn thắng nhỉ, thì gọi là mỗi người trong team được búng chim Trần Anh một phát. Rivando, ui đờ bú làm gì đây? Sophie ơi. Vâng, Phạm Thanh Tùng à, bạn chưa mở thẻ hay không mở thẻ có dòng chữ này hết nhé, Phạm Thanh Tùng. Khi lên trên kênh này cứ nhìn cái dòng chữ này sẽ hiểu. Bất kỳ câu hỏi nào về bóng đá, về gọi là cầu thủ, về tư vấn hoặc là cái gì đó thì Phạm Văn Thanh Tùng luôn luôn nhớ cái dòng chữ dưới cùng nhé bạn Thanh Tùng ơi. Lỗ điệu. Zidane. Không vào. Đúng là Szczesny. Szczesny chỉ chết vì một pha bóng dứt điểm vào góc góc chết. Quả đấy gọi là không thể bắt. Còn những tình huống khác sút ở gần gần người là úi giời, Szczesny bắt hết. Quả nhiên là Szczesny thủ môn xuất sắc. Hello bạn Dũng Roi nhé. Chào Hùng Nguyễn đúng không? Bá Cường em gỡ rồi nó vẫn hiện á. Hiện gì? Thấy giá ao làng độ Messi á. À Bùi Sơn nó không ơi. Thứ nhất anh không thời gian và trình độ không có. Mấy cái đấy thì anh không tham gia được. Không có trình độ thì tham gia làm sao được em. Quả này thì gọi là gì nhỉ? Tụt cột búng chim Trần Anh. Nếu Trần Anh thua cách biệt hai bàn trở lên. Chuyển đi. Đó. Ronaldo. Mà nhả lại cho Bander đế áo. Bander. Chuyển ra. Đánh đâu. Chuyển S thôi. Fetit. Thôi rồi xong rồi. Tiền vệ lên hết rồi, phản công dành cho Trường Hala. Bá Cường đúng rồi quên đấy. Bây giờ thì thông báo cho Đắc Huy một câu đó là quên mất. Bây giờ thì kênh cái clip xem lại của YouTube, quên Facebook nó đã có được 720p rồi, thậm chí 180. Ôi hay quá. Thậm chí 1080 luôn. Và Bale ghi bàn 2-1. À cảm ơn Kiên Kê thành fan VIP nhé. Kiên Kê lên fan VIP rồi. Thank you. Hải Trần đúng không? Batman mới chơi game này chưa lâu mà. À, Nguyễn Xuân Bắc, cái này thì Park Ji-sung thì anh nói thật là Park Ji-sung bạn đừng mơ nhé. Tỷ lệ là tầm 99% Park Ji-sung sẽ không có Việt Nam mình đâu. Park Ji-sung là cầu thủ với lại bên ông gì nhỉ, Cha Bum Kun ấy. Là hai người mà xuất hiện chỉ có bên server Hàn thôi. Còn Việt Nam mình thì tỷ lệ không, gần như không có. Dũng Roi thôi em ơi. Anh thì không trình độ đâu. Đá chán lắm. Đá kém xong xong đấy thi thoảng gặp bọn trẻ trâu nó chửi. Thi thoảng đá kém xong đá thua bọn trẻ trâu nó hay chửi lắm. Buồn. Không thích đá thế. Đá kém lại còn bị mất tiền. Mất tiền xong trẻ trâu nó lại quay ra nó chửi nữa thì thôi. Chỉ rước thêm nhục. Nên là khi nào anh có trình độ tốt thì anh sẽ tham gia mấy cái giải đấu. Cái đó chắc phải tầm 10 năm nữa. Đi bắn độ. Bắn xe. Chuyển S ra. Chuyển S thôi, đánh đâu. Chuyển S thôi làm gì, tạt cái làm gì. Lại tạt tiếp, đánh đâu. Ai ngờ Rô đánh đầu được kìa. Rô đánh đầu xong rồi giật mình mới nhớ ra. À mình phải ăn mừng. Không nghĩ rằng mình đã đầu vào. Chúc mừng cho Trần Anh với tỷ số 2-2. Nguyễn Sĩ không nhá. Việt Nam mình cũng sẽ không có Morientes được. Morientes đang có bên tàu. Hello Thế Vang nhé. Nãy Đình Trọng cộng 7 đối đầu Rock 3 cộng 5 đang ngang cơ nhau á. Ừ đúng không? Đình Trọng mà. Ui đấm nè. Hàng hậu vệ bên phía của anh chàng Trường Hala Madrid.
anh chàng fan Madrid này gọi là một pha đấm nhau hơi căng với Rivaldo. Ôi, chúc mừng Cường Phạm nhé. Dứt điểm của Ronaldo. Ui, một pha đảo chân rất yểu điệu, ảo diệu và yểu điệu của anh chàng Trần Anh. Điêu vãi. Quả hơi ảo game. Khó tin thay một tình huống mà Trần Anh có thể đảo chân như vậy được. Đang nói đến việc anh chàng Cường Phạm, ở bên hàng xóm bạn Cường Phạm có một cô hàng xóm, cô vừa đẻ em bé. Mặt đứa em bé đấy trông có nét hao hao giống Cường Phạm. Nên tôi chúc mừng. Chúc mừng Cường Phạm nói giống được duy trì. Thiêu không bị tuyệt hậu, không được Van Dijk kìa. Một pha phòng thủ rất tốt của Van Dijk và là Van der Diao. Diao này với mùa GR. Diao người cao giáo đẹp trai, to khỏe, đá ảo. Hình như hai chân cũng đá rất là kinh, 4 chân 5 hay là 4-5 hay là 5-5 gì đó. Rivaldo hơi sớm. Rivaldo hoàn toàn đẩy thêm một chút nữa rồi đóng chân trái, trời ơi tiếc quá. Đang quy đúng rồi, 720p mà để lên làm clip YouTube thì vẫn hơi mờ. Nếu có 1080 thì là tốt nhất. Trong những phút thi đấu đầu tiên của hiệp phụ thứ nhất này, có vẻ Trần Anh đang bùng nổ. Là Rivaldo, Rivaldo. Đầu cũng hơi chọc như trái dừa khô đánh đầu. Còn Ronaldo đầu không chọc, Ronaldo. Aoba! Aoba sút nhầm vào mông của đối thủ. À Kiên Kê, ok, loay hoay với Momo. Cảm ơn em nhiều nhé Kiên Kê. Một fan VIP mới, đây là Bale. Bale hot cộng 5. Phòng thủ sai lầm của Lafor. Bale tạt cánh. Chết này, không được. À, chúc mừng Hùng Nguyễn. Em đập lên Bale rồi hả? Chúc mừng em. Ui dồi, đấm kìa. Sao ông bên trường Hala phòng thủ ấy thế? Giống Ramos thế. Lối đá như PP với Ramos. Vào bóng quá là rát. Và hiệp phụ thứ nhất kết thúc. Tỷ số vẫn là 2 đều. Hai bên ăn miếng trả miếng, một trận đấu cống hiến. Dumfries, Petit. Với cái team quả team Mao này, LBK Mao của anh chàng Trần Anh. Cũng là một trong những phó team. Trần Anh cũng là một trong những phó team. Rô. Không được. Vieira, tuyến 2. Áo 3. Không được, áo 3 đẩy quả xấu quá. Áo 3 đẩy quả đấy gọi là hơi lộ bài. Ờ rất may, may mắn quá. Món quà trời cho và đánh đầu. Không đánh đầu được đến từ Rô. Mình nhận vào chữ pen cho vui à, chưa biết có pen không. Văn vấn đề. Bên này là Aza, Aza Otelodio cộng 5, Eden Aza. Ronaldo, không được. Tình huống bài khá hay của Trần Anh. Phản công dành cho Trần Anh. Rivaldo. Ri. Au. Chọc. Aoba hot cộng 5. Một Aoba có hình như là giá trị 3 tỷ thì phải. Lại tạt cánh lên đầu. Ôi giời ông Trần Anh ơi, bỏ đi. Tạt lắm thế. Tạt ít thôi. Pha phản công rất sắc sảo và chớp nhoáng. Chưa được. Ui đấm luôn. Và pen rồi. Và pen rồi. Trần Anh đối đầu với Trường Hà La trên chấm 11m. Hello bò cạp đồng nhé. Phong Vũ à, bây giờ chuyển sang tay cầm dùng Xbox. Xbox 360 hoặc Xbox One S gì đấy. Rivaldo bên Trần Anh là người thực hiện pha đá pen đầu tiên. Đối đầu bên kia là Củ Tỏi. Củ Tỏi đang múa quạt. Ui hay thế. Nó bí quyết bắt gôn, bắt pen tốt là múa quạt. Chesney đối đầu Ronaldo. Vâng, rất nhẹ nhàng và tình cảm. Tỷ số là 1-0. Trần Moi rồi. Sợ Trần Anh ngáo đúng không? Được. À, coi chừng Trần Anh win mà như nhây à. Chưa biết có win được không. Pha đầu tiên là toang rồi. Bale đối đầu với Chesney. Ui, vẫn là ở góc đấy. Vẫn là cú giữa. Trần Anh toang rồi. Trần Anh toang rồi. Áo 30 chăng? À. Lô béo. Đứng im luôn, đứng im đấy luôn, đứng đấy luôn, đứng đấy luôn. À, ấy. Trần Anh hắc não hay lắm em ơi. Hai đều. Petty. Không vào. Tình huống dứt điểm rất hiểm rồi. Nhưng mà đối thủ bắt gòn hay quá.
Trận này lại bay sớm rồi. Vâng, thua rồi. Trận anh có lẽ là thua rồi. Vieira đối đầu với lại củ tỏi. Không vào. Ông trưởng Hà Lan bắt pen kinh quá. Đây, chiến thắng thứ hai liên tiếp dành cho đối thủ của team LBK, đó chính là nghệ sĩ nhân dân Trường Hà Lan. Và 3-2 nghiêng về nghệ sĩ nhân dân. Trận đấu rất hay. Một trận đấu mà Szczesny tỏa sáng rất nhiều trong 90 phút với lại 120 phút. Nhưng trên chấm phạt đền thì Szczesny đã không thể giúp đỡ cho Trần Anh được chiến thắng nữa rồi. Bây giờ chính Đắc Huy, LBK Đắc Huy, anh chàng gọi là video editor, một thanh niên hơi ngáo một tí, sẽ ra quân đối đầu với lại bên kia là Trường Hà Lan. Lấy áo xanh đi, áo xanh đối đầu với áo đỏ. Đá Trần Anh đá pen hơi tù, dễ đoán đúng không? Đá pen phải hắc não thêm tí. Rồi bắt đầu. Đây là trận đấu thứ 6, Trần Anh hơi xui. Vâng, Vũ Duy Tú múa mắt pen thì đó là bấm nút A, S, B hoặc W nhé. Bấm mấy nút truyền sút xiết cái kiểu ấy, bấm liên tục vào, bấm nhanh 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 được. 4-1-2-3 đối đầu với lại 4-2-2-2. Thật mạnh forte, không mất 200 SC đúng rồi. Và chào mừng các bạn khán giả đến với trận đấu tiếp theo trong kèo đấu Kendo giữa LBK và NSND. Nghệ sĩ nhân dân đối đầu với lại team LBK. Áo đỏ đây là Đắc Huy. Vũ Đắc Huy, Huy ngáo, hay còn gọi là Vũ Nát Huy. Không biết bây giờ còn nát không. Trình độ Đắc Huy bây giờ đang leo dần lên với lại thách đấu rồi, nên tạm thời có thể an tâm với những pha giao bóng đầu tiên trong phía bên tay trái này. Trang phục áo đỏ quần trắng là anh chàng Đắc Huy. Còn bên kia là anh chàng Trường Hà Lan, biệt danh Hà nghệ sĩ dân Black. MVP. Với một đội hình này thì có rất nhiều những cầu thủ mà tôi đã mở cho anh chàng ấy này. Chính tôi đã mở cho dứt điểm. Ui, đó là đúng là gọi là gì nhỉ? Đặc sản của LBK. Tú Đắc Huy dạo này đá tôi, ngày xưa đá tôi 2-2 nhiều. Đặc sản luôn, có bóng là sút. Một pha vỉa mà ngoài, bóng xoáy tuyệt vời. 1-0 cho Đắc Huy. Đúng cách đá của tôi đây rồi. Bảo sao Đắc Huy bị tôi gọi là gì nhỉ? Làm hư. Lối đá của Đắc Huy đã bị tôi đầu độc. Ngày xưa Đắc Huy là hay ban truyền dê tận gôn mới sút. Nhưng Đắc Huy từ khi mà đá 2-2 tôi với tôi nhiều quá, bây giờ là nhìn thấy góc sút xa rất nhiều và tỷ số được mở rất hay. Hay lắm Huy ơi, thể hiện đi em. Anh đang cảm thấy tự hào. Mặc dù anh đá như cái nồi nhưng mà có em đá hộ anh rồi. Hay quá. Tăng cánh. Đánh đâu. Trời ơi Huy ơi. Huy bây giờ không phải là Vũ Nát Huy nữa. Hãy cùng xem Huy thể hiện. Vâng, Huy Tiến Toàn tự nhận không? Không tự nhận thế nào nhé. Nếu bạn nào cần hỏi thì hỏi thẳng Đắc Huy. Chính Đắc Huy là người đã gọi là nói thẳng với tôi. Công bố luôn là lối đá Đắc Huy bị ảnh hưởng và thích sút xa giống y tôi luôn. Có góc là sút, và tôi là người dạy cho hắn mà. Tôi là người dạy cho hắn Đắc Huy sút những kiểu sút xa như thế. Nhìn góc ở đoạn nào, bao giờ tầm nào và lực bao xa như thế nào. Tôi dạy cho hắn sút xa như thế. Ở đây lại sút xa tiếp rồi em ơi. Đây này góc này, ok á, góc đấy. Trời chậm quá. Có góc của Mbappé, Mbappé sút được. Marcelo, ngày mai thì reset rank nhỉ? Ừ đúng rồi, ngày mai reset rank rồi. Chọc lên, Gullit. Rất điệu nghệ, hay quá. Những pha qua người lắc léo. Ui. Chán. Tôi thề luôn chứ bên Madrid bên kia họ thủ hơi bị gọi là gì nhỉ? Rắn, đá rắn quá. Trần Anh mới đá lại hơi tù, đúng rồi. Bêu, đóng đi. Đúng rồi. Những quả chéo góc, những quả sút xa và đó là Bêu. Tình huống phối hợp phạt gọi là nhẹ nhàng nhưng mà đơn giản. Tỷ số nâng lên 2-0. Chết thật, lâu không nhìn Đắc Huy đá thấy có vẻ hơi choáng ngợp. Chết rồi, Đắc Huy đá kinh quá. Anh nghĩ Kaka ổn định bao nhiêu á? Chắc phải tầm 5 tỷ em ơi. Kaka chắc phải sau phải tầm 5 tỷ đấy. Có vẻ đây là một cú sốc. Một thế trận mà hơi sốc dành cho anh chàng Trường Hà Lan. Khi Đắc Huy đã có những pha thể hiện mà nói rằng là khó tin. Ui bị đấm kìa. Một lối đá rất là bạo lực. Những kỹ năng phòng thủ hơi bạo lực đến từ vị trí của anh chàng Trường Hà Lan. Reset rank có lệnh cái ân xá à? Chắc là không đâu.
Sau khi vào tù xong thì một năm mới có một lần ân xá. CDOP. Nhưng mà ân xá này chỉ dành cho những người mà gọi là gì nhỉ? Thực hiện nghiêm chỉnh nội quy với lại cải thiện tốt thôi. Cải tạo, có chính xác là cải tạo. Ở trong đấy là cải tạo cho tốt thì mới được khoan hồng. Nguyễn Hoàng, Piết Lô thì không quan tâm. Piết Lô tôi không quan tâm lắm. KK thì dự đoán 5 tỷ, còn Piết Lô kệ. Casemiro. Không được, rất nguy hiểm. Cuống rồi, cuống rồi. Trường Hà La sau 2 bàn thắng chóng vánh. Đến lúc này đây Trường Hà La hơi cuống và những pha phối hợp đã bị lệch nhịp nhiều. Tỷ số đang là 2-0 nhưng mà đang huy. Vâng, Lâm Sung điều kiện vào team thế nào á? Đã thắng được 3 ông siêu sao trong team LBK nhé. Hiện tại đây Minh Quân là người tuyển team. Minh Quân là người đi xét tuyển và đặt ra yêu cầu. Bạn thắng được 3 người trình độ siêu sao bên phía team LBK thì sẽ được vào. Nguyễn Tiến Toản bao giờ mở lại quán net này? Lâu đấy. Quán net còn lâu đấy. Ít nhất phải tầm tháng 5, tháng 6. Bêu bị đấm. Lại phạm lỗi. Tôi đã không đếm nổi bây giờ đã là tình huống phạm lỗi thứ bao nhiêu nữa rồi. Những pha phòng thủ ở nửa sân bên phía của team anh chàng Trường Hà La này. Nó là phạm lỗi quá nhiều. Hello Trần Văn Tám nhé. Tuyệt vời, cảm ơn Kiên Kê nhé. Thực ra đây không phải giải đấu. Đây là một cái trận đấu Kendo. Trận đấu Kendo giao lưu vui vẻ thôi. Đều muốn nữa. Vieira giữ bóng. Giữ lại, quả đấy giữ được. Lút Gullit. Đóng xa. Ui dùi. Quả đật gọi là quả vô lê luôn. Vô lê một chạm quả đấy đúng cái gọi là gì nhỉ? Phong cách của team LBK rồi. Hiệp đấu đầu tiên phải nói là hiệp đấu hoàn hảo của Đắc Huy. Một màn thể hiện mà làm cho tôi nức lòng. Một người chủ team mà có thấy một ông gọi là đệ đã đào tạo nên một người đệ thế này rất là sướng. Hai gói mới trong shop thấy gói nào ổn là như nồi hết em ơi. Cả hai gói, tất cả loại gói trong shop là như nồi. Có mỗi cái gói tỷ phú BP và tạm tạm có tí tiền. Phòng thủ nào. Hãy để hiệp đấu đầu tiên hoàn hảo hơn khi không bị thủng lưới. Bèo sút xa. Ui kinh quá. Quả này thì kinh rồi. Quả này thì quá kinh rồi. Đối phương cũng có một pha sút xa trước một dừng chân. Đấy, như thế này mà còn sút được này. Ôi điều thật. Tỷ số rút ngắn còn 1-2. Như vậy hiệp đấu đầu tiên chưa hoàn hảo lắm. Hãy cùng đến với những diễn biến trong hiệp đấu thứ hai của đối đầu giữa anh chàng Đắc Huy team LBK và bên kia là anh chàng Trường Hà La của Nghệ sĩ Nhân dân. Hai bàn thắng sớm mang đến một thế trận rất tốt dành cho Đắc Huy. Nhưng ở những giây cuối cùng hiệp đấu đầu tiên thì Gareth Bale đã có một pha bóng mà gọi là vượt trên tầm. Một pha bóng của những siêu sao, những ngôi sao phải thường làm như vậy. Và phạm lỗi. Một siêu phẩm đã mang Bale lên bảng điểm số. Đây, nếu tình huống này mà ông nào mà có kỹ năng sút phạt tốt thì đây sẽ là một pha bóng mà sút phạt hay này. Nguyễn Trọng Hòa bao giờ Drogba 50 tỷ mới mua nhé. Phối hợp đá phạt, không được. Drogba 50 tỷ tròn trở xuống là tôi sẽ mua. Ronaldo. Bale. Vẫn còn Gullit. De Bruyne. Mbappe. Bị đấm. Úi giời, lại lỗi rồi. Cứ tình huống nào mà đối phương chạm vào là Đắc Huy lại ngã. Rất nhiều những pha bóng hơi gọi là bạo lực. Đá rất là rắn. Không được. Ronaldo định làm một pha bóng gọi là sút đá phạt siêu phẩm. Vieira có cơ hội. Gareth Bale. Tạt cánh. Thôi mất rồi, tạt không tạt. Có cơ hội nhưng không tạt. Huy đã để tình huống trôi qua. Cướp bóng tốt. Ronaldo. Không được rồi. Phạt góc dành cho Huy. Huy điều khiển thủ môn hay quá. Anh chàng Trường Hà La cũng thể hiện cho chúng ta thấy được rằng kỹ năng điều khiển thủ môn thế nào. Một pha đá phạt góc sau đó là cho thủ môn ra rất xa để bắt tình huống, tạt cánh cọc xa như vậy.
tỉnh táo, khôn khéo. Rất nguy hiểm, Flamendi mở biên. Seedorf rất khỏe. Ui, vẫn còn Flamendi. May quá đó còn Van Dijk. Nhưng Van Dijk chuyền bóng lên sai và Hazard là có bóng rồi. Marcelo đang đá CDM, đổi sơ đồ rồi. Sơ đồ 4-2-2 đã đổi sang và đây là Ronaldo. Điều khiển thủ môn thế nào không biết nhá. Bạn hỏi tôi ngon bằng thừa. Tôi là một người không biết đá nên là bạn hỏi tôi cũng chịu. Ronaldo đẩy ra, đúng rồi. Ronaldo cao. Đánh đâu? Ôi what the fuck. Chân phải 3 điểm. Gareth Bale chân phải 3 điểm tung một cú sút là như một tình huống truyền. Fan hậu vụ gì à? Fan hậu ấy nhá. Đọc cái nội dung clip. Wan-Bissaka. Saturday Wan-Bissaka sẽ là một trong những hậu vệ phải quốc dân bởi vì mức lương vẫn giữ nguyên nhưng chỉ số lên 2 điểm. Overall lên 2 và lương vẫn 7. Chiều cao 1m83, thể hình đẹp, phòng thủ tốt. Hay quá qua người, rút gulit. Ramos bấm nhau cẩn thận nhá, Ramos nguy hiểm lắm đấy. Mình biết mà, Ramos nó đấm kinh lắm. Lát có mở thẻ có em ơi. Kiên Kê đọc cái nội dung clip em ơi. Cảm ơn em gửi sao nhé. Phần mô tả video nội dung clip đã nói rất đầy đủ rồi. Tôi đang nói đến việc đó là trong tất cả các loại trung vệ thì Robéo không sợ ai ngoại trừ Ramos. Dứt điểm từ xa cũng được. Bởi vì Ramos là một người mà có khả năng truy cản và bắt chết được Robéo. Bắt bài được, đấm nhau được, đuổi nhau được. Vừa rồi Gullit cũng đã là một người là sự cảm nhận thấy rõ ràng. Không thoát nổi với pha truy cản đến từ Ramos. Đặng Phi Phi trọng đại đá đầu tiên rồi. Trọng đại đã đá đầu tiên và thua rồi. Đây là vận động viên thứ 3 của team LBK. Hay quá, Vieira chuyền ra giữa. Ronaldo chọc lên. Em bao phê DD. Trời ơi, DD được. Ôi. Trần Anh, à quên đó là Đắc Huy chắc phải luyện thêm DD thôi. Chọc xuống, DD. Không, D thường. Tỷ số là 3-1. Chỉ cần D thường và chiến thắng đã đến. Lần này chiến thắng chắc chắn rồi. Courtois đã không thể bắt bóng. Vâng, Côn Giang có bác ơi. Kết thúc Kendo khi nào mà một bên chiến thắng được 5 điểm thì chúng ta sẽ đến với phần mở thẻ. Đặng Huy rất hay em ơi. Một trận đấu thể hiện phải nói rằng là trên cả tuyệt vời. Rất mãn nguyện. Tất cả những hy vọng của anh vào em và những kỳ vọng Đặng Huy đáp ứng được đầy đủ hết. Kể cả phòng thủ và kể cả tấn công. Những pha dứt điểm từ
À mấy nay ốm à? Ôi bảo sao dạo này không thấy Quân Ji Yong lên xem livestream mấy, hóa ra bị ốm châm cứu, khổ thân. Cố gắng giữ sức khỏe nha ông bác ơi. Hello Dương Thiên Triệu, Paulinho, Petty, team Barca thì phải, đúng rồi, có Rô Béo, Paulinho, rồi thì Petty, Semedo. Ôi bị đánh rồi. Rồi ôi. Trận đấu này thì có vẻ như tuyến giữa của Đắc Huy đã bị bắt bài khá nhiều. Nãy giờ Đắc Huy chưa lên được bóng. Đối phương đang khá hiểu cái lối đá của Đắc Huy và cũng có được một sự chủ động trong việc áp sát, bắt bài. Và đây pha tấn công với Rivaldo, nhưng Gullit đã là thành công. Đã bình tĩnh em ơi. Mất bóng rồi. Đúng luôn. Lucas Digne. Digne là một hậu vệ trái mà cực tốt dành cho bên phía của Barca. Chiều cao trên 1m8, thuộc team color Barca. Lương cũng bình thường. À, Thiên Đại anh không biết em ơi. Đợt tới đây có con nào mới thì anh không để ý lắm. Ronaldo béo. Dứt điểm. Ừ, rồi. Béo tạt cho Messi đánh đầu này thì chết. Vâng, lên bóng nào. Hay quá, Ronaldo chiến thắng được một lần rồi. Ronaldo. Dứt điểm từ xa. Đó là Ter Stegen. Ter Stegen hay còn là Tơ Ngáo. Thủ môn đã có một pha phản xạ tốt. Nhưng trước đó là pha thể hiện tỉnh cao đến được độ. Đánh đầu. Không vào. Phản góc tiếp theo dành cho Đắc Huy. Nguyễn Minh đúng rồi. Park Ji-sung 99% không về Việt Nam. Cao gần. Không được. Đờ bú. Rút Gullit. Dứt điểm. Ui xồi ôi. Còn Bale. Tắt cánh tiếp. Xoáy. Mbappe. Liên tục dồn ép nhưng chưa có bàn thắng dành cho Đắc Huy. Nhưng vẫn còn cơ hội. Thôi xong rồi. Paulinho. Ngày 2 tháng 4 là sinh nhật Kaka đúng không? Ra mắt vào ngày 2 tháng 4 và Kaka sinh nhật ngày đấy luôn. Ra mắt đúng ngày 22 để cho sinh nhật. Phải chăng đấy là ý tưởng của Garena? Garena biết rằng là mình có bản quyền của Kaka nên là lựa chọn ngày cập nhật là ngày 22, đúng ngày sinh nhật. Để chào mừng luôn. Ý nghĩa đấy, rất ý nghĩa. Ronaldo! May mắn thay, may mắn thay. Bóng liếm xa ngang. Phản góc dành cho anh chàng Min Kim. Một đối thủ mà phải nói rằng rất khó khăn, khó nhằn dành cho Đắc Huy. Đây là một trận đấu mà không hề đơn giản dành cho Đắc Huy. Nhưng đây là pha phản công tốt. Gareth Bale chọc xuống dưới kia cho Mbappe. Mbappe 19 TI. Mbappe. Mbappe này hơi mỏng. Mbappe TS thì người to hơn. Cảm ơn bạn Phạm Duy Đoan nhé. Lâm Sung, VL3 thì còn tin nhưng mà VL4 thì toang hả? Ok. Cái Trình bây giờ Trình siêu sao. Test 3 ông là 3 ông siêu sao để vào team khủng. Và đây là những phút cuối cùng hiệp đấu đầu tiên. Angri. Paulinho. Linho. Huy đã tạm thời đứng vững. Phản công bên cánh nào. Mở hẳn biên em ơi. Nhưng Lucas Dít nẻ cũng đuổi kìa. Ông Dít nẻ đá hay quá. Vẫn còn Đơ Bú. Ở bên trong có người. Bêu vào trong rồi. Ronaldo. Hơi vội. Tình huống qua người đẽ. Sau đó là tạt luôn là hơi sai. Messi chọc. Không qua được Van Dijk. Và tấn công cuối cùng dành cho Đắc Huy nhưng không được rồi. 90 phút, đó là 45 phút đầu tiên, hiệp đấu đầu tiên, 45 phút của hiệp đấu đầu tiên đã kết thúc với tỷ số không đều. Hai bên đã có những tình huống ăn miếng trả miếng. Và cả hai đều xứng đáng có bàn thắng nhưng rất tiếc thủ môn cũng như sự may mắn đã gọi là từ chối những bàn thắng đấy. Hay quá Gullit, cú dứt điểm. Vào! Lần này thì Ter Stegen không thể cản phá. Một pha đập nhả rất nhanh và một chạm, sau đó Gullit cũng dứt điểm một chạm luôn. Tình huống này pha đổ người hơi chậm đến từ Tơ Ngáo. Và 1-0 cho Đắc Huy. Tôi đang cảm tưởng như Đắc Huy đang đá một trận đấu mà thuộc dạng ấy, khuôn khổ vòng loại quốc gia vậy. Huy đang đá với tất cả những sức mạnh của mình, với một trái tim còn nóng, một dòng máu cũng hầm hập và cuộn chảy. Một lối đá đầy quyết tâm. Những màn thể hiện như thế này tôi thấy gọi là an tâm hơn rất nhiều về chất lượng của những vận động viên trẻ trong tương lai dành cho team LBK.
Hiện đại anh không biết đấy, không phải mới. Gareth Bale. Bale này là chỉ mùa hot cộng 3 mà thôi. Qua người tốt, lại nhả xuống cho Bale tiếp được. Sút ngay kìa. Ui dồi ôi. Tình huống sút ngay của Ronaldo. Chọc khe. Chọc sai mất kìa. Trời ơi, nhưng vẫn còn Bale. Bale đối với Semedo rất hay. Rockback kìa. Chuyền ra Vieira. Phút 62 tỷ số là 2-0. Rất khó tin. Rockback qua người. Chuyền S nhẹ nhàng. Và sau đó là pha dứt điểm chính xác. Tơ ngáo người quá ngắn. Đây là điểm yếu của Ter Stegen. Có khả năng phản xạ và cái tốc độ đổ người cực nhanh của Ter Stegen. Nhưng chiều cao chỉ có 1m88 hay 1m86 gì đó. Ter Stegen có điểm yếu, đó là chiều cao chưa đủ đẹp. Nếu như Ter Stegen tầm 1m92 trở lên, sải tay dài hơn, thì những pha bóng như vừa rồi của Gullit, sút bóng chỉ cận với người của Ter Stegen, hay là Vieira, tình huống sút sai mà không phải là quá mạnh, thì đáng ra Ter Stegen hoàn toàn có thể đẩy được. Nhưng vấn đề ở đây, Ter Stegen quá lùn. Và điểm yếu đã bộc lộ. Hai bàn rồi. Đây là pha tấn công tiếp theo. Min Kim đang thấy run sợ. Và cơ hội chuyền ra là Mbappe. 3-0. Liệu rằng trận đấu đã an bài hay chưa? Những người Pháp đang là những người lên tiếng. Nào là Vieira, nào là Mbappe. 3-0 mất rồi. Đã giống Barca PSG à? Trận này Huy đá kinh đấy. Hiệp đấu đầu tiên là một hiệp đấu rất khó khăn của Huy. Anh đã đứng trước một cái gọi là nguy cơ để thủng lưới. Nhưng Huy không để thủng lưới phát nào. Bước sang hiệp thi đấu thứ hai với một cái lối đá hơi thay đổi nhẹ đi một chút. Sử dụng nhiều pha kỹ năng và hợp lý hơn. Những tình huống xử lý ở trong khoảng cách hẹp. Và một cái tầm quan sát được mở rộng. Lối đá được thông thoáng đi. Não nhảy số nhanh. Và Đắc Huy đã dẫn trước với tỷ số 3-0. Bình tĩnh nào, bây giờ là phòng thủ. Không được. Một tình huống gọi là chỉnh thủ môn rất hay của Đắc Huy đấy. Một pha điều khiển thủ môn khá hay. Làm cho thủ môn đứng trước ở góc đấy. Dứt điểm. Không vào. Trần Tú biết rồi em ơi. Tú không cần phải kể kênh khác đâu. Anh không quan tâm mấy kênh khác. Anh quan tâm kênh này. Hiện tại anh vẫn đang đứng gọi là đến ở đây xem một trận đấu Kendo của team LBK và team NSND. Một màn thể hiện của vận động viên trẻ Đắc Huy. Đắc Huy sinh năm 2002. Một người còn rất trẻ đang là video editor trên kênh của tôi. Ngày xưa thì còn thiếu kinh nghiệm và tôi hay gọi là Huy ngáo. Nhưng có lẽ trận đấu này là một trận đấu mà chính thức gọi là gỡ đi cái danh hiệu. Cái mà tôi vẫn hay gọi là Huy ngáo. Có lẽ Huy thực sự rất là trưởng thành hơn rồi. Hay quá. Những pha xử lý nó hợp lý hơn hẳn. Trình độ đá tốt hơn hẳn. Và đẹp mắt hơn hẳn nữa. Rất hay. Rất điểm. Úi trời ơi. 4-0. Một màn bón hành mà nói rằng là ngập mồm dành cho Min Kim. Không thể chống đỡ. Một lối đá hơi cuồng loạn đến từ Đắc Huy trong hiệp đấu thứ hai này. 45 phút hiệp 1 thì Đắc Huy không thể dứt điểm thành công và bị đối phương đẩy ra rồi thì cản phá. Nhưng sang đến hiệp 2 này, Huy bỗng nhiên lột xác. Cái dòng máu nóng của tuổi trẻ nó đáng quý biết bao. Đúng là sau khi mà chiến thắng đã gần như chắc chắn trong tay, Đắc Huy đã ngẫu hứng hơn rất nhiều, những pha xử lý điệu nghệ hơn, lắm trò hơn. Và thủ môn hôm nay là một điểm 10 dành cho hàng thủ. Từ ngày tối nào mấy anh em cũng chém gió trau dồi kinh nghiệm nhau nên chỉnh ai cũng lên hả? Mấy cái pha chỉnh thủ môn team mình đỉnh cực đỉnh em ơi. Mấy pha điều khiển thủ môn mình hắc não đối phương sướng quá, nhìn hay quá. Việt vị không? Hình như mấy việt vị sai rồi. Rô béo. Tuyệt vời. Một lối mấy việt vị hơi sai lầm.
Phía nghệ sĩ nhân dân đó chính là anh chàng Chicken Pon, tức là dạng pon, pon gà, gà pon. Rồi, ok, chúng ta đến với lại trận đấu tiếp theo. Và liệu rằng sẽ là trận đấu cuối cùng hay không, để xem nhé. Với Đắc Huy là người ra quân, đối đầu bên kia là 4-2-3-1, 4-2-3-1 của anh chàng gà pon. Chào Nhất Vũ, Bình Nguyên giống xe được, ok. Hello Phạm Tuyến nhé. Một màn thể hiện phải nói rằng là bắt mắt, hấp dẫn và xứng đáng nhận được những tràng pháo tay đến từ Đắc Huy. Hai trận đấu liên tiếp Đắc Huy đều thể hiện một lối đá tốt. Bây giờ sang đến trận đấu thứ 3 liên tiếp của Đắc Huy, thì tôi mong rằng là Huy tiếp tục thể hiện được cũng như là duy trì được cái sự ngẫu hứng đấy, sự ngẫu hứng, sự chính xác và cái cảm xúc của những pha bóng mang lại rất tốt. Dùng Gullit để đi truy cản, bàn bật khá nhanh. Mbappe lộ bài, Mbappe lộ bài rồi, biết ngay mà. Tình huống hơi chần chừ của Mbappe, nhưng Gullit rồi, về. Cảm ơn Đức Thịnh thì sao? Dương Ngọc Bình, giá cầu thủ xuống giảm, đúng rồi đấy. Cảm ơn bạn Đức Thịnh. Gareth Bale không xuống được, truyền được. Ui, hay quá. Tăng cánh, Ronaldo không vào, đánh đầu sai kìa. Đánh đầu cọc gần thôi, đánh đầu ra cọc xa đây, đánh đầu chỗ này này. Đánh đầu chỗ này thì vào, ông đánh đầu sang bên này mới đau chứ. Thủ môn đứng ở đấy, rất tiếc. Ronaldo, một pha phối hợp phạt góc ở cọc gần. Rungulit, phản công nguy hiểm dành cho Chicken Pon. Ui, đấm nhau kìa. Đó chính là Lafor mùa 20 TI. Không được, Van Dijk đã tình huống phòng thủ tốt. De Bruyne, nguy hiểm. Mbappe, bên trong có người, tắt cánh. À, điều khiển thủ môn kìa, à, điều khiển thủ môn. Hay, điều khiển thủ môn rất hay. Chống đối phương có tình huống tạt ra thì ngay lập tức điều khiển thủ môn ra ngoài. Và phạm lỗi rồi. Vâng, Thanh Bình hay quá, vỗ tay rồi, nghe thấy em ơi. Có nghe thấy. Hello Phạm Đức Huy nha. Rút Gullit dốc thẳng biên luôn, ngoặt lại. Hay, rắc bạch liên tục, tắt cánh. Bêu. Lần này thì quá nhẹ nhàng với Pope. Cái này tôi gọi là gì nhỉ? Bắt đầu cảm nhận thấy Đắc Huy cái trình độ lên cái tầm quốc gia rồi đấy. Dần dần cảm nhận thấy Đắc Huy lên lên cái tầm rồi. Lối đá mượt mà, xử lý gọi là có khoa học hơn, không theo dạng kiểu nó bộc phát nữa. Bài vở đâu ra đấy, tinh tế nhẹ nhàng và tính toán phòng thủ cũng ok. Đờ bú rất nguy hiểm, Mbappe hay. Một pha áp sát nhanh đến từ Theo Hernandez và phạt góc dành cho anh chàng Chicken Pon. Công Giang không em ơi, Trọng Đại thì rồi, đánh đâu. Anh chàng Trọng Đại thì trận đấu đầu tiên và thua mất rồi. Trọng Đại ra quân để thua đáng tiếc với tỷ số 1-2. Đấy là trận đấu mà Trọng Đại đen. Ronaldo đối đầu Van Dijk, Van Dijk thắng. Chiều cao 1m92, bật nhảy quá tốt của Van Dijk. Quá hay, Lafor. Lafor 20 TI quá ngon luôn. Cảm ơn Nghĩa Đình nha. Lê Huy đúng rồi, nay là VK đang đá 80 sao Nghĩa Đình rồi. De Bruyne sút xa. Sút xa hơi vội, quả này sút xa hơi vội. Lâm Súng ơi, Minh Quân thì ấy, vừa chat xong đây, Minh Quân trên đấy đây. Em vừa chat với nó đây. Em ở Wan-Bissaka kìa. Wambi có một tình huống phòng thủ quá hay. Nguyễn Công Giang bây giờ muốn vào team của anh thì phải đá thắng được ba ông siêu sao trong team. Ba thanh niên trình siêu sao. Không được, tình huống truyền rất xấu. Đẩy người. Rất tốt, Bale. Tình huống theo người sát đến từ Bale. Gullit. Mbappe hắc não thành công. Hắc não phát nữa nào, đúng rồi. Hắc phát nữa.
tăng cánh, Gullit đánh đâu, phạt góc dành cho Đắc Huy. Vâng, Lê Huy ngáo thế. Đây không phải LBK Cup đâu, đây là Kendo. Lê Huy đọc cái đi, đọc nội dung đi. Nội dung clip thì có mà không đọc. Mbappé tốc độ, Mbappé tỷ lệ hay. Ui, tạt thì như nồi. Vâng, hiệp phụ à, hiệp đấu thứ nhất thành kết thúc. Pha tạt cánh không thành công đã kết thúc một pha, gọi là một pha bóng đáng tiếc. Kết thúc luôn hiệp thi đấu đầu tiên. Đây là team LBK đang đá chứ không phải LBK Cup. Ui rồi bêu. À, bác Trịnh Thuần đi ngủ hả? Good night bác Trịnh Thuần nhá. Bêu tiếp. Dumfries cộng 8 kìa. Ui. Ê, bình tĩnh bình tĩnh, chuyền hơi vội nhá. Quả tình huống vừa rồi phải rút kinh nghiệm, lần sau đừng chuyền vội thế. De Bruyne. Có thể sút xa nhá, chuẩn bị này. Có góc đấy, chuẩn bị có góc. Muốn tạt luôn á. Tạt thì hơi khó quả này. Nhà bóng. Thiago. Mbappé, thắc não đi. Ôi không thắc não được. Không thắc được não nhau. Lùi về. Thôi xong rồi. Mbappé đối đầu Van Dijk. Ông nào qua được ông đi thắng. Không được. Hàng thủ của Đắc Huy cũng đã tổ chức thành công. Không hề việt vị. Thiago không vào. Tình huống pha xử lý của Thiago quá tệ. Đó cũng là hậu vệ có khác. Nếu mà là một người tiền đạo hoặc tiền vệ khác thì chắc là DD thành công rồi. Nhưng Thiago Hernandez lại tung ra một cú đê thường. Và thủ môn bắt rất dễ với pha dứt điểm của hậu vệ. Huy đang bắt đầu dần dần có một vài tình huống phòng thủ tệ rồi. Son Heung-min. Thật bình tĩnh vào. Hàng thủ đang tổ chức của Đắc Huy đang dần dần có dấu hiệu bị mất tập trung. Gareth Bale. Tốc độ. Không được, ba ông kẹt chết. Vâng, nhất thật thà em đọc cái nội dung clip nhé. Phần mô tả video nội dung clip đã có nói đầy đủ rồi. Hôm nay có mở thẻ hay không? Vieira. Son Heung-min. Những bạn cứ vào đây hỏi là anh đang làm gì đấy, có mở thẻ hay không? Thì luôn luôn có đầy đủ hết, tất cả đều đã ghi trên cái nội dung clip rồi. Đắc Huy dùng Gullit Van Dijk tốt đúng không? Đúng rồi. Những cầu thủ quốc dân thì phải thế chứ. Mbappé, rắc bách đi. Quả đấy rắc bách được không, rắc bách chưa? Hơi tiếc. Mbappé bên này cũng khủng. Ông bên này là Mbappé. À, mới cũng Mbappé 19 TI chứ. Son Heung-min. Son. Rô. Đã nhiều trận Đắc Huy là mỏi tay đúng. Cái vấn đề quan trọng nhất của phòng thủ đó là phải liên tục tay ấy, nhuyễn. Tay phải nhuyễn để phòng thủ đi di chuyển người bắt bài mệt. Nên là càng đá nhiều thì cái kỹ năng phòng thủ của chúng ta càng bị đi xuống. Vẫn còn cơ hội. Đờ bú sút luôn em ơi. Trời ơi sút đi. Ôi sút trượt. Ôi Đắc Huy tàu hài vãi cản rồi. Một tình huống Đắc Huy trở thành nghệ sĩ nhân dân. Ông cầm đờ bú ông dốc ra tận giữa rồi. Giữa gôn ông sút trượt. Ôi trời ơi. Đây là đờ bú của đối phương. Đờ bú đối phương hay như thế này cơ mà. Không được. Ôi Đắc Huy ơi, một tình huống có lẽ là làm highlight rồi. Anh nghĩ rằng Đắc Huy nếu là về sau kết thúc trận đấu này, em nên cắt cái tình huống của De Bruyne làm thành tình huống highlight. Highlight gọi là những chú hề và đồng đội. Tình huống sút trượt bóng. Chả ai làm gì cả. Dốc thẳng bóng ra giữa gôn, ông sút trượt, ngã chồng vó. Tôi nhìn thấy hình bóng của Lukaku, hình bóng của Linh Gà ở đâu đây? Lingardinho. Hết cười. Huy Ngáo đã trở lại, đúng rồi. Huy đã trở lại với chúng ta. Sau hai trận đấu liên tiếp gọi là Huy siêu sao nhập thì bây giờ Huy với nghệ sĩ nhân dân đã trở lại. Vũ Đắc Ngáo. Phản công. De Bruyne. Hay quá, Ronaldo. Chuyển đi. De Bruyne. Không có nghệ sĩ nhân dân nữa. Anh chứng minh anh ghi được bàn. Pope 2m không thể đẩy được. Và De Bruyne chấm dứt trận đấu chưa nhỉ? Ở phút 89 rồi. Như vậy Đắc Huy đã chấm dứt luôn cái lời đồn, cũng chấm dứt luôn cái gọi là những sự chê bai. Ui, lại De Bruyne. Mặc dù anh đã ghi bàn nhưng De Bruyne rất nguy hiểm. De Bruyne để bóng lọt háng. May mắn chiến thắng Đắc Huy và xin chúc mừng team LBK.
Một trận đấu tấu hài không thể chịu nổi. Phê vãi cả nồi, vẫn còn hơi ngáo tí nhưng mà không thành công rồi. Một nhân vật chính là De Bruyne, nhân vật chính ngày hôm nay trận đấu này cũng là Đắc Huy. Một MVP nhá, MVP là Đắc Huy. Một mình chiến thắng 3 trận. Và trong trận đấu này thì có De Bruyne với hai pha bóng diễn hài, một pha bóng chấm dứt trận đấu. Hay. Ui giời ơi, một trận đấu hài quá cười rồi. Mệt luôn. Như vậy là chiến thắng với tổng tỷ số là 5-3. MVP Đắc Huy. Và xin cảm ơn cả hai team, cứ những thành viên đã cống hiến cho trận đấu này. Một trận đấu mà 3 trận đấu cuối phải nói rằng là mãn nhãn, liên tục những tình huống gọi là hài hước,